Chào mừng tất cả các bạn đã tham dự buổi hội thảo thứ ba trong chuỗi hội thảo khoa học trực tuyến của AW Nutrition. Với sự tham dự của Ban Cố vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Năm, Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Trần Sĩ Trung cùng với nhóm cộng sự của AW Nutrition Việt Nam. Đầu tiên tôi xin giới thiệu, tôi là Minh, Giám đốc của AW Nutrition Việt Nam và xin giới thiệu bạn Kim Anh. Xin chào các anh chị và các bạn, mình là Đào Thị Kim Anh, là Key Account Manager của AW Nutrition Việt Nam. Hôm nay rất là vui mừng được chào đón các anh chị và các bạn tham dự buổi webinar ngày hôm nay. Cảm ơn. Cảm ơn bạn Kim An. Và nội dung của buổi webinar ngày hôm nay bao gồm 4 nội dung. Đầu tiên là giới thiệu chương trình và sau đó là Tiến sĩ Trần Sĩ Trung sẽ trình bày nội dung về bài hội thảo trong vòng 40 phút. Kế tiếp là phần thảo luận, hỏi và đáp trong vòng 30 phút. Trong suốt quá trình Tiến sĩ Trần Sĩ Trung trình bày, nếu các bạn có câu hỏi thì xin các bạn hãy điền vào phần Q&A ở phía cuối và chính giữa màn hình. Rồi sau phần trình bày của Tiến sĩ Trần Sĩ Trung, Tiến sĩ Trần Sĩ Trung sẽ giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn. Và sau đó, Tiến sĩ Trần Sĩ Trung sẽ chọn lựa ra những câu hỏi xuất sắc để AW Nutrition trao quà. Và cuối cùng là phần phản hồi về buổi webinar. Và thưa các bạn, độc tố nấm mốc là một đề tài được đề cập nhiều trong ngành chăn nuôi ngày nay. Tuy nhiên, tính tương tác khi có sự đa nhiễm độc tố nấm mốc trong điều kiện chăn nuôi hiện tại vẫn còn là một câu hỏi cần được làm sáng tỏ. Các tác động tiêu cực của độc tố nấm mốc lên sức khỏe đường ruột, hệ miễn dịch mà đặc biệt là sức sinh trưởng, sinh sản của heo nái và heo hầu bị cũng cần được tìm hiểu sâu hơn thông qua các nghiên cứu khoa học. Vậy đâu là các điểm mới từ một câu chuyện đã cũ? Xin mời Tiến sĩ Trần Sĩ Trung bắt đầu. Dạ, xin chào tất cả các quý anh chị. Thì thực ra nếu mà trong cái ngành chăn nuôi ở Việt Nam hiện nay thì chắc mình cũng không lạ với nhau, tại vì mình thì nghiên cứu về độc tố nấm mốc cũng đã khá lâu. Mình lấy tiến sĩ ở Pháp và sau đó làm postdoc và nghiên cứu khoa học ở trường đại học Guelph Canada, thì tổng cộng tới ngày hôm nay cũng gần 20 năm hoạt động trong cái ngành nghiên cứu khoa học và trong cái lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, mà đặc biệt là chuyên về độc tố nấm mốc. Thì trước đây thì từ 2015 cho đến 2019 là mình làm quản lý kỹ thuật cho công ty về khu vực châu Á cho công ty Omics, và từ tháng 10 2019 cho đến ngày hôm nay thì mình làm quản lý kỹ thuật châu Á cho công ty AW Nutrition và cũng phụ trách về cái mảng độc tố nấm mốc. Thì cũng như bạn Minh đã giới thiệu với quý anh chị thì độc tố nấm mốc không phải là một cái chủ đề quá mới. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình mong muốn sẽ mang đến cho các quý anh chị một số cái cập nhật về cái tính tương tác, cũng như gợi nhắc lại cho quý anh chị một số cái tác động của độc tố nấm mốc lên sức sinh trưởng, sinh sản của heo. Tại vì ngày nay thì thực ra thì do cái dịch bệnh ASF thì cái tỷ lệ mà tha hụt trên ngành chăn nuôi heo cũng rất là lớn. Thì cái mong đợi của nhà chăn nuôi hiện nay là gì? Là muốn gây dựng đàn lại và cũng muốn có hiệu suất cao trong sinh trưởng với sinh sản của heo. Cho nên mình cũng mong muốn được gợi nhắc hoặc là cung cấp thêm cho quý anh chị một số thông tin để mình có thể biết và phòng tránh những cái tác động gây hại của độc tố nấm mốc lên sinh trưởng sinh sản của heo qua buổi trình bày ngày hôm nay. Thì nội dung của ngày hôm nay thì gồm có 5 phần. Thì đầu tiên mình sẽ nói về tính tương tác giữa các độc tố nấm mốc. Nhưng mà do độc tố nấm mốc được chia thành hai nhóm chính: nhóm do cái nấm mốc Fusarium sản sinh ra, và nhóm thứ hai là do cái Aspergillus và Penicillium sản sinh ra. Cho nên nhưng nó có sự tương tác lẫn nhau, cho nên mặc dù mình chia ra là hai phần như vậy nhưng thực ra có những độc tố của nhóm này vẫn tương tác với nhóm kia. Và cuối cùng là tác động về kinh tế của độc tố nấm mốc lên sức sinh sản trên heo. Để nói về cái độc tố nấm mốc thì mình phải nghĩ ngay đến đó là cái gì, đó là cái nhiễm ở độc tố nấm mốc xuất hiện ở đâu. Thì mình là trong ngành chăn nuôi thì mình nghĩ ngay đến là cái nguyên liệu thô. Thì như mọi người thấy, nguyên liệu thô thì gồm có ngũ cốc, đặc biệt là nhiều nhất vẫn sử dụng trong cái thức ăn chăn nuôi ngày nay là bắp, kế đến là có thể là lúa mì, rồi đậu nành, rồi những cái phụ phẩm của bắp, chẳng hạn như cái nói chung là phụ phẩm thức ăn chăn nuôi nói chung. Mà ngày nay thì mình có cái sự gọi là tương tác chéo
Có nghĩa là ngày xưa mình cứ nghĩ là một mình là xứ nhiệt đới, chẳng hạn như Việt Nam và các nước xung quanh, thì chủ yếu là nhiễm những cái độc tố nấm mốc nào mà có khả năng được sản sinh ở điều kiện nhiệt đới, chẳng hạn như aflatoxin. Nhưng ngày nay thì không phải như vậy nữa. Ngày nay là mình nhập khẩu rất là nhiều. Nhưng mà ở châu Á thì có một sự ngoại lệ, đó là Indonesia. Hiện nay thì họ đang cố gắng sử dụng cái nguyên liệu thô là bắp địa phương. Họ cấm nhập khẩu bắp từ bên ngoài. Chính vì vậy mà cái vấn đề mà độc tố nấm mốc ở bắp của Indonesia lại khá khác với lại một số nước ở khu vực xung quanh. Chẳng hạn như mình có làm cái điều tra nghiên cứu về độc tố nấm mốc ở trên bắp, nhưng mà ở tại Việt Nam thì có nguồn gốc khác nhau, nguồn gốc nhập khẩu và nguồn gốc của địa phương. Chẳng hạn như ở phía dùng phía bắc, dùng trung du phía bắc, thì lại cái nhiễm độc tố nấm mốc lại khác nhau giữa cái bắp địa phương ở dùng trung du phía bắc và bắp nhập khẩu. Cho nên ở trên bản đồ này thì các quý vị thấy rõ là có sự xuất nhập khẩu và sự vận chuyển liên hoàn giữa các nơi. Chẳng hạn như mình nhập khẩu rất là nhiều ngũ cốc hoặc là nguyên liệu thô làm thức ăn chăn nuôi từ Bắc Mỹ, từ Nam Mỹ và đặc biệt là Mỹ và Brazil hay là Argentina. Chính vì vậy mà một số độc tố nấm mốc mình nghĩ là chỉ có ở những nơi ở vùng ôn đới mà lại xuất hiện ở Việt Nam, thì đó chính là do nguyên liệu thô mình nhập khẩu từ những cái nước có cái điều kiện khí hậu khác nhau. Và đó cũng là vấn đề mà mình muốn trao đổi thêm, là ở đây có sự nhiễm độc tố là đa nhiễm, tức là nhiễm nhiều độc tố hơn một loại độc tố. Chẳng hạn như tại châu Á, như Việt Nam mình cũng thấy rõ có thể xuất hiện cả không những aflatoxin mà cả deoxynivalenol, fumonisin, aflatoxin hoặc là T2, ví dụ vậy. Ở đây mình sẽ nói rõ hơn cho quý anh chị nắm rõ là tại vì một số người nhầm lẫn là cứ nghĩ là khi điều kiện cho tốt cho sự phát triển của nấm mốc cũng là điều kiện để sản sinh ra nhiều độc tố nấm mốc. Thực ra thì nó không chính xác, không phải là sai nhưng không chính xác. Có nghĩa là điều kiện tối ưu cho sự phát triển của nấm mốc sẽ khác hoàn toàn đối với điều kiện tối ưu cho sự sản sinh ra độc tố nấm mốc. Mà ở đây bạn thứ nhất nói về cái nhiệt độ. Tại sao có sự khác biệt này? Tại vì độc tố nấm mốc là một cái chất chuyển hóa thứ cấp được sản sinh ra hoặc là tiết xuất ra bởi nấm mốc, mà nấm mốc chỉ tiết xuất ra khi nó gặp những yếu tố gây stress, chẳng hạn như sự khác biệt về nhiệt độ ngày và đêm, về độ ẩm và đặc biệt là sự cạnh tranh về dinh dưỡng. Ví dụ như hồi xưa năm 1927, Alexander Fleming lần đầu tiên một cách vô tình thôi, ông phát hiện ra là cái vi khuẩn ở trên cái dĩa petri của ông tự nhiên bị tiêu diệt bởi một cái chất lạ. Và tại vì trên cái dĩa petri đó ổng làm rơi những cái vụn vải của bánh mì mà trên, sau đó phát triển ra một loại nấm màu xanh không biết cái màu xanh gì, tức là xanh dương, mà xanh lá cây mà hơi ánh qua xanh dương. Thì sau đó mới phân lập ra thì mới biết được đó là cái penicillium, và nó cái chất sản sinh ra được tiết xuất ra là cái penicillin. Thì chất đó cũng là một chất chuyển hóa thứ cấp, nó có thể khả năng diệt được vi khuẩn. Thì ở đây mình gọi đó là kháng sinh hoặc là trụ sinh. Nhưng ở đây nó cũng là về bản chất, nó cũng như là độc tố nấm mốc, chỉ khác về mục đích sử dụng và cái tác động, cho nên mình đặt tên khác nhau. Ở đây đó là một ví dụ cho mọi quý anh chị thấy rõ là độc tố nấm mốc cũng là một chất chuyển hóa thứ cấp, nó được sản sinh ra trong cái điều kiện hoặc là yếu tố gây stress. Chính vì vậy mà ở đây đôi khi mà bản thân mình cũng đã làm thí nghiệm ở độ bên Pháp hoặc Canada thì thấy rất là rõ. Có đôi khi mình thấy là nấm mốc phát triển rất là xanh tốt hoặc là nhiều mặt khác nhau thì tùy theo loại thì phát triển rất là tốt, nhưng thực ra khi kiểm tra cái hàm lượng độc tố nấm mốc mà do cái loại nấm sản sinh ra thì rất là thấp. Nhưng ngược lại ở một điều kiện khác thì nấm mốc phát triển cái sợi nấm không tốt nhưng cái hàm lượng độc tố nấm mốc được sản sinh ra lại rất là cao. Chẳng hạn như ví dụ ở đây quý anh chị thấy rõ, chẳng hạn như đối với cái Aspergillus flavus ở đây thì mình thấy cái điều kiện ở đây mình có ba cái màu: màu xám đậm và màu đen. Màu đen tức là cái điều kiện tối ưu. Thì quý anh chị thấy rõ, chẳng hạn như đối với cái nấm, cái Aspergillus flavus này, cái điều kiện tối ưu cho sự phát triển về nhiệt độ đó là từ khoảng 25 cho đến 37 độ C. Nhưng ngược lại, cái điều kiện tối ưu cho sự sản sinh ra cái aflatoxin lại chỉ rơi trong một khoảng rất là ngắn, là khoảng từ 28 cho đến 30 độ C. Khác biệt rất là rõ.
Còn đối với chẳng hạn như mà ở đây mình nói về cái don thì cái nấm là nấm Fusarium raminearum, thì mình thấy rõ là cái điều kiện tối ưu về nhiệt độ cho sự phát triển của loại nấm này là rơi vào khoảng 25 cho đến 30 độ C, nhưng cái điều kiện tối ưu để cái loại nấm này sản sinh ra geranol là từ 22 cho đến 25 độ C. Khác biệt hoàn toàn, một cái là phát triển là từ 25 cho đến 30, ngược lại để sản sinh ra độc tố lại từ 22 cho đến 25 độ C. Và đặc biệt hơn, để sản sinh ra don lại trong cái tầm tối ưu là từ 28 cho đến 30 độ C. Tương tự, đối với fumonisin cũng vậy. Đặc biệt là điều kiện tối ưu để phát triển cho nấm mốc Fusarium là khoảng từ 22 cho đến 30 độ C. Trong khi đó, cái điều kiện tối ưu để sản xuất ra độc tố nấm mốc, cái fumonisin lại từ 20 cho đến 25 độ C. Và trong cái tình hình trái đất đang nóng lên, điều kiện nhiệt độ đang tăng lên hiện nay, thì rất có thể trong tương lai sẽ có nhiều fumonisin hơn. Tức là với điều kiện tăng lên như vậy, thì nó lại tối ưu hơn cho cái điều kiện sản sinh ra fumonisin ở một số nước ôn đới, chẳng hạn như Mỹ hoặc Argentina. Hiện tại thì họ đã nhiễm, hiện tại thì những cái ngũ cốc mà trồng ở đó bị nhiễm fumonisin cũng khá cao rồi. Nhưng mà một số vùng mà lạnh hơn, chẳng hạn phía Bắc của Mỹ hoặc là một số vùng ở Canada thì fumonisin hiếm hơn. Nhưng ngược lại, trong tương lai có thể những vùng đó lại có phát hiện fumonisin cao hơn. Đó là cái dự báo của các nhà khoa học về cái khả năng hoặc là cái tình hình của độc tố nấm mốc sắp tới trong tương lai. Chính vì vậy mà có thể trong tương lai mình nhập khẩu những cái nguyên liệu từ nước bên ngoài thì mình vẫn chịu tác động lớn bởi nhiều loại độc tố nấm mốc khác nhau, mà đôi khi mình nghĩ là tại điều kiện Việt Nam mình không có, nhưng mình nên chú ý cái phần thêm là những độc tố này có thể sẽ có biến đổi chút đỉnh về cái nguồn gốc xuất xứ của nó. Thứ hai là về cái nước hoạt lực, cũng tương tự như vậy, cái điều kiện tối ưu cho nước hoạt lực cũng sẽ khác ở cái đối với cái điều kiện tối ưu cho cái sản xuất ra độc tố nấm mốc, nhưng ở đây nó có tính tương đồng tốt khá gần nhau hơn là đối với cái nhiệt độ. Chẳng hạn như đối với cái ở đây chẳng hạn như cái sự sản sinh ra của độc tố nấm mốc là ochratoxin hay citrulline, nó cũng khá tương đồng với lại cái điều kiện tối ưu cho sự sinh trưởng của cái giống gọi là penicillium. Nhưng ngược lại, đối với cái fumonisin thì cái hoạt lực nước tối ưu cho cái sự sinh trưởng của cái Fusarium lại khác với điều kiện tối ưu cho sản sinh ra độc tố nấm fumonisin đối với hoạt lực nước, như quý anh chị thấy rõ ở khúc này, tức là khoảng tầm từ 0,97 cho đến 0,99 đối với điều kiện phát triển nấm mốc Fusarium. Còn đối với cái sản sinh ra fumonisin là được khoảng điều kiện là từ 0,98 cho đến 0,99. Thì tất nhiên khi mình nói tới độc tố nấm mốc thì mình biết rõ là độc tố nấm mốc có tác động tiêu cực lên trên heo. Nhưng cái sức sinh trưởng và sinh sản trên heo bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, không chỉ là độc tố nấm mốc. Ở đây mình chỉ nhắc lại, thì quý anh chị cũng thừa biết, nhưng mình sẽ nhắc lại là độc tố nấm mốc cũng là một nhân tố trong các điều kiện này. Tại vì để mà tăng được cái sức sinh trưởng và sinh sản của trên heo, bắt buộc mình phải có những cái điều kiện quản lý tốt hơn về chuồng trại, chẳng hạn như vệ sinh, về độ ẩm, về nhiệt độ vân vân, hoặc là cái sự phơi nhiễm. Tại vì nếu mà nói về độc tố nấm mốc nói riêng hoặc là độc tố nói chung thì cái hàm lượng là một yếu tố quan trọng, nhưng cái thời gian phơi nhiễm cũng là một yếu tố cũng rất là quan trọng. Kế đến là về chế độ dinh dưỡng, hoặc là về giống, về cái độ tuổi, hoặc là về cái giới tính của con heo, thì các yếu tố này nó sẽ tác động lên cái khả năng sinh trưởng và sinh sản của heo. Và đặc biệt ngày hôm nay thì mình sẽ nhấn mạnh về cái phần là về độc tố nấm mốc tác động lên sức sinh trưởng của trên heo. Rất nhiều bạn hỏi mình về cái mức thế nào là cao, thế nào là trung bình và thế nào là thấp đối với độc tố nấm mốc ở trên heo. Thì ngày hôm nay mình có câu trả lời cho quý anh chị. Thì ở đây mình có nhiều nhóm độc tố nấm mốc khác nhau. Ngày nay thì có hơn 450 độc tố nấm mốc khác nhau, nhưng mình chỉ xét lại trong cái khoảng là 6 độc tố nấm mốc chính. Và ở đây là trong cái nhóm này là mình góp lại là như hai cái nhóm. Trong cái nhóm Trichotillomanes, đây là một nhóm rất là lớn, có hơn 150 độc tố ở trong đây, chia làm 4 cái loại là A, B, C, D tùy theo cái cấu trúc khoa học. Ở đây mình có nhóm B và nhóm A.
Nhóm B đại diện ở đây là don hoặc là acetindon hoặc là nivolenon. Thì ở đây mình thấy rõ, chẳng hạn như đối với trên heo nái và heo nọc, thì nếu mà dưới 0.2 ppm, tức là khoảng 200 ppb, thì được gọi là thấp. Khi đến cái khoảng từ 200 hoặc là 0.2 đến 0.9 ppm thì gọi là trung bình, và trên đây gọi là cao. Đối với heo con thì quý anh chị thấy rõ đây là 0.15, trung bình là 0.15-0.2 và cao tức là lớn hơn 0.2. Và đặc biệt thì đối với cái heo mà đang lớn hoặc là hoặc là đang tăng trọng hoặc là đang dỗ bé heo thịt, thì tất nhiên là cái khả năng nó đề kháng với độc tố cũng tốt hơn, cho nên cái liều ở đây mình cũng sẽ thấy là sẽ khá cao hơn. Tương tự mình cũng có cái liều ở đây cho cái tricotechin A là T2, hoặc là ở đây mình có là nhóm của zelenon, mình có ochratoxin A, mình có fumonisin và cái alkaloid đây. Ở đây thì cái này mình đôi khi mình không chú trọng lắm, nhưng mà tại vì thường này xảy ra nhiều ở trên cái phần lúa mì của trên có những cái vùng ổn đới, nhưng mà nó lại có thể là gây tắc sữa hoặc là giảm sản sinh sữa. Cái đặc điểm gây hại trên heo của độc tố nấm mốc thì ở đây mình sẽ nói rất là nhanh, tại vì quý anh chị thường là biết rất rõ rồi. Thì aflatoxin thì có thể gây giảm tăng trọng hoặc là gây giảm cái chức hệ miễn dịch ở trên heo con. Thường kiểm tra thì kiểm tra trong thức ăn hoặc là cái dư lượng của aflatoxin B1 ở trong các cơ quan nội tạng, trong thịt và đặc biệt là trong sữa. Trong sữa thì có cả hai loại aflatoxin M1 và B1. Đôi khi mọi người cứ lo kiểm tra M1 mà quên một điều rằng aflatoxin B1 vẫn có khả năng hiện diện ở trong sữa. Tại vì cái sự chuyển hóa từ aflatoxin B1 thành M1 không hoàn toàn là 100%. Cho nên cái sự tồn dư của aflatoxin B1 vẫn có ở trong sữa, mặc dù ở hàm lượng rất là thấp. Và tương tự như vậy thì don thì có thể gây biến ăn, là làm giảm cái feed intake, làm giảm lượng thức ăn ăn vô, làm tăng FCR, dân dân làm nhận. Thì ở đây thì những cái này thì mọi quý anh chị thường biết rất là rõ rồi, thì mình sẽ đi qua lướt qua cho nhanh. Nhưng mà độc tố nấm mốc như nãy mình đã trình bày thì có hơn 450 độc tố nấm mốc khác nhau. Ở đây có nội mình chú trọng ở 6 cái nhóm chính là aflatoxin, T2 toxin, ochratoxin, zearalenone, fumonisin và deoxynivalenone, hay còn gọi là don. Nhưng mà sự hiện diện của 6 cái này cũng đã đủ là mình nhức đầu rồi, tại vì nó có sự tương tác với nhau. Sự tương tác thì mọi người thấy rõ là đầu tiên là cái sự biến đổi về môi trường, nhiệt độ hay là độ ẩm hay gì đó. Kế đến là nó tác động lên trên cái hệ di truyền của nấm mốc, và các yếu tố khác sẽ tác động lên trên cái sự hiện diện, tức là cái khả năng sản sinh ra độc tố nấm mốc. Rồi các độc tố, nếu mà có sự hiện diện của nhiều hơn một loại độc tố nấm mốc thì có khả năng nó sẽ tương tác với nhau, và sự tương tác này lại có khả năng bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nữa, chẳng hạn như về cái khả năng chuyển hóa, về cái những cái tác động ở bên trong của tế bào của vật chủ. Tại vì khi mà một con heo ăn vào thức ăn có chứa độc tố nấm mốc, nếu có chứa nhiều hơn một loại độc tố nấm mốc, nó có khả năng hấp thụ vào nhiều loại như vậy, thì cái sự tương tác đó lại xảy ra, nhưng nó lại phụ thuộc vào trong cái cơ địa của mỗi con heo. Và đặc biệt hơn nữa, đối với độc tố nấm mốc, mỗi cơ quan, mỗi loại tế bào khác nhau thì cái tính tác động của nó lại khác nhau. Mà ở đây là có sự hiện diện của nhiều loại độc tố nấm mốc, thì cái sự tương tác đó lại càng thể hiện rõ là có nhiều cái yếu tố khác nhau. Ví dụ như cái đầu tiên mình nói là cái gọi là tương tác gọi là tiếng Việt gọi là tương tác cộng thêm, hoặc là tương tác gọi là tương trợ với nhau, gọi là tương tác cộng kế đến, tức là 1 + 1 = 2. Còn nếu mà tương tác ở đây là tương tác hợp đồng hoặc là hợp lực thì 1 + 1 = 2. Có nghĩa là cái tác động của một là độc tố nấm mốc là 1, cái của A là 1, B cũng là 1, nhưng bây giờ nếu có sự hiện diện của cả hai A và B thì nó sẽ tác động lớn hơn là tổng của hai cái. Còn cái cuối cùng là cái sự gọi là tác động ngược nhau, thì đôi khi nó có thể ức chế cái tác động của độc tố nấm mốc này nếu có sự hiện diện của loại độc tố nấm mốc kia. Nhưng mà trường hợp này cũng xảy ra cũng rất ít, mà cũng cái tính tương tác này là khác nhau trên mỗi loài. Cho nên nếu mà quý anh chị thấy có thể có rõ, chẳng hạn như T2 toxin hoặc là don thì nó lại thấy có sự gọi là
có sự gọi là đối nghịch nhau ở trên những thí nghiệm trên các dòng tế bào ở trên chuột hay gì đó, nhưng ngược lại ở trên heo lại thấy có sự tương tác gọi là hợp đồng, ví dụ như vậy. Thì mình ngày hôm nay mình sẽ chú trọng nhiều hơn về cái tính tương tác hợp đồng hoặc là hỗ trợ tương hỗ này, tức là cái synergistic effect của cái tương tác độc tố nấm mốc. Còn cái bảng bên đây thì chỉ gợi nhắc lại cho quý anh chị thấy rõ là đối với trên heo thì dường như là cả sáu, đối với sáu loại độc tố nấm mốc chính này thì dường như cả năm loại đã có tính tác động tiêu cực xấu, chỉ trừ cái ochratoxin này là có tính tác động heo ít nhạy cảm hơn, tại nhưng mà nó lại tác động chủ yếu lên trên cái thận hoặc là cái có khả năng gây ung thư thận, ví dụ vậy. Còn đối với còn lại thì đặc biệt là đối với T2 toxin, đối với isalenon hoặc là fumonisin thì có tác động tiêu cực rất là lớn trên heo, heo rất là nhạy cảm với đối với ba đầu lập của nấm mốc này, và đối với dioxinovenol hoặc là aflatoxin cũng vậy. Thì cái chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có sự tương tác giữa các loại độc tố nấm mốc này với nhau? Ở đây dựa trên các nghiên cứu khoa học đã diễn ra trong trong thời gian qua, thì các nhà khoa học đã chỉ ra có một hai cái tính tương tác ở đây là trên con heo. Mình nhắc lại là mình đang nói về trên heo thì có sự tương tác gọi là cộng có nghĩa là những là một cộng một bằng hai, tức là cái đường gạch nối này, còn cái đường gạch màu đỏ sẽ là cái tính tương tác hỗ trợ với nhau. Ở đây thì mình sẽ đi vào chi tiết từng cái cho quý anh chị thấy. Đây là cái bảng này để chỉ ra cho mọi người thấy, quý anh chị thấy rõ là tất cả những gì mình trình bày là dựa trên các nghiên cứu khoa học, tức là đôi khi có những nghiên cứu nó có conflict với nhau, tức là có kết quả nó đối nghịch với nhau. Và như vậy mình cũng nói rõ là nếu quý anh chị thấy tại sao cái này đối nghịch, tại sao cái kia lại, thì bản thân các nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học chỉ ra cho mình thấy rõ là thí nghiệm của tôi chỉ ra thấy là tác động này với tác động kia có tính tương hỗ hoặc là ngược lại. Thậm chí trong một bài báo cũng chưa bao giờ nói là tác giả A là sai, kết quả của tôi là đúng. Mình chỉ nói là kết quả của tôi đi ngược lại với cái quan sát của cái tác giả khác, chỉ như vậy. Cho nên ở đây trong nghiên cứu khoa học thì mình chỉ nói rõ, ở đây các nhà khoa học này là chỉ ra cái tính tương tác cộng hoặc là tương tác hiệp lực giữa các độc tố nấm với nhau. Còn nếu như quý anh chị có thấy rõ một số cái kết quả khác với cái này thì xin chú ý có thể là khác loài, khác giới tính hoặc khác liều lượng, hoặc là có những bản thân cái cá thể hoặc là cơ địa của mọi con cũng khác nhau. Ở đây mình trình bày là dựa trên các nghiên cứu khoa học cho thấy rõ các tính tương tác, ví dụ như ở giữa cái đặc biệt mình nói với ở đây thường phổ biến nhiều nhất là don và cái fumonisin. Ở đây fumonisin B1 và don ở trên heo thì cái tương tác gọi là tương tác tương hỗ, tức là một cộng một số lớn hơn hai, và nhiều cái tương tác khác mình sẽ nói rõ chi tiết hơn ở những cái slide sau. Cái phần thứ hai thì mình sẽ trình bày về tính tương hỗ giữa các độc tố nấm mốc do Fusarium sản sinh ra xảy ra trên con heo. Thì ở đây mình chỉ nói bốn cái độc tố chủ yếu trong cái nhóm Fusarium toxin này, tức là fumonisin, kế đến là T2 toxin, dioxinvalenol hay còn gọi là DON hay là DON, và zearalenone. Cũng không quá xa lạ đối với anh chị thì ở đây mình sẽ thấy rõ đây là cái hình vẽ tượng trưng cho cái lát cắt ở trên một cái nhung mao của biểu mô ruột non. Sau đó mình sẽ thấy rõ trên mỗi cái nhung mao này sẽ có những cái vi nhung mao là cái nơi diễn ra cái sự hấp thu của dinh dưỡng. Đồng thời mình cũng biết rõ là trên bề mặt của cái biểu mô biểu mô này sẽ có một chất nhầy do những cái tế bào goblet sản sinh ra goblet cell. Đây mình thấy rõ là màu vàng đây là những tế bào này nó sản sinh ra tạo ra một lớp màng nhầy màu vàng mỏng phủ đây. Ở đây nó có tác động cũng là một cái hệ hàng rào rào cản cái sự tấn công của hệ vi sinh vật bất lợi cho cái vật chủ. Thì đầu tiên cái này thì mình có thể gọi là cái kiến thức này không mới, nhưng mình nhắc lại cho quý anh chị thấy rõ là don có thể gây hư hại những cái vi nhung mao của tế bào biểu mô. Mình thấy rõ đây hình chụp với cái vi điện tử bị cùng xuống, bị bào mòn như thế này. Còn ở đây là về cái vi thể, còn ở đây nếu mà nói về hiện tượng bên ngoài thì don là thường gây ra thì hiện tượng là gây nôn ói ở trên con heo. Chính vì vậy mà nó còn có một cái tên là vomitoxin.
do cái tên này được đặt đầu tiên bên Mỹ là con heo nó có triệu chứng là bị ói, cho nên vô miệng nghe là ói, cho nên là toxin cái độc tố gây ói. Thì như vậy đơn nó gây hư hại cái vi nhung mao này, cho nên làm giảm cái bề mặt hấp thu dưỡng chất. Chính vì vậy mà nó cũng làm giảm cái sức sinh trưởng. Đồng thời đơn cũng ức chế cái khả năng sinh tổng hợp của protein của tế bào. Nó đồng thời nó ức chế luôn cả cái, nó tác động lên trên cái tuyến đồi thị của não của con thú. Cho nên nó gây ức chế, nó làm cho giảm cái tính thèm ăn của con thú, cho nên giảm cái lượng thức ăn vô. Đồng, như vậy nó cũng tạo ra cái giảm cái sức sinh trưởng, sinh sản trong con heo. Và đặc biệt hơn đối với heo con, nếu như một số người sử dụng những cái nguyên liệu thô không tốt, nó còn được nó có nhiễm độc tố nấm mốc chẳng hạn như fusarium, thì đôi khi nó cũng tạo ra một cái vị hăng hay là những cái mùi hăng hoặc là cái vị đắng hay như rất là khó. Chính vậy mà thường mình phải trộn thêm những cái mùi chẳng hạn như mùi vanilla hay gì đó để cho heo con nó ăn, còn không thì nó sẽ từ chối, nó không ăn. Cái đến là fumonisin. Fumonisin thì nếu mà nói về cơ chế thì nó rất là dài, cho nên mình chỉ nói về những cái tác động tiêu cực, còn cơ chế thì nếu mà quý anh chị có như là có câu hỏi thì mình sẽ trả lời lời sau. Thì ở đây là cái sinh tổng, nó sẽ ức chế cái sinh tổng hợp cái sphingolipid này. Sphingolipid này là cấu trúc của cái màng tế bào. Thì như vậy nó sẽ tác động làm ức chế sinh tổng hợp sphingolipid, làm giảm cái tăng sinh tế bào biểu mô ruột nên nói riêng và thường tế bào nói chung. Nó làm cũng có khả năng làm giảm cái chiều cao của nhung mao và gây ra hiện tượng gọi là apoptosis, tức là chết cái lập trình, tức là tế bào còn non mà đôi khi nó cũng nhận được những cái kích thích, những cái lệnh để mà tự tiêu diệt. Chưa tế bào chưa có già nhưng mà vẫn nhận được cái lệnh đó để tự tiêu diệt. Ở đây thì cái bảng này chỉ rõ là thấy cái lô mà có chứa thức ăn có chứa fumonisin 1 sẽ có cái chiều cao của cái nhung của vi nhung mao của nhung mao ở cái không tràng sẽ thấy sẽ rất là nhỏ, thấp hơn so với lại cái nhóm đối chứng. Ở đây cũng hình chụp về cái vi nhung mao và cái nhung mao thì mọi người cũng thấy rõ là ở đây có sự khác biệt. Và cái bảng này là cái bảng thể hiện rõ, mình thấy đây là lô đối chứng, kế đến là chứa chỉ có fumonisin 1, chỉ có chứa đơn, và cái nhóm cuối cùng là nhóm chứa cả hai, vừa fumonisin 1 và cả đơn. Thì mình thấy cái chiều cao của cái nhung mao cũng có sự khác biệt. Đối với đơn là có sự khác biệt có ý nghĩa so với lô đối chứng. Nhưng khi có thêm fumonisin 1 thì cái tác động này càng tiêu cực hơn. Có nghĩa là ở đây mình thấy rõ cái tính tương hỗ giữa hai độc tố với nhau. Và đối với cái số lượng tế bào cấp đất cũng vậy. Fumonisin 1 cũng có thể làm giảm một cách có ý nghĩa cái số lượng tế bào cấp đất so với lô đối chứng. Và đơn lại tác động tiêu cực hơn. Ở mình thấy rõ cái mức độ giảm càng thấp hơn nữa so với đơn, so với fumonisin 1. Còn nếu như cái sự hiện diện của cả hai thì cái tính tương tác này thể hiện rất là rõ qua cái quý anh chị thấy rõ là cái số lượng tế bào gốc rễ bị giảm xuống một cách rất rất là có ý nghĩa so với lô đối chứng. Thường mình nói là ý nghĩa có thể là 0.005, cái đó là 0.01 và 0.001 là rất rất có ý nghĩa. Thì như vậy, tóm lại, ở đây, cái sự tương tác đây xảy ra là đơn thì làm giảm chiều cao nhung mao và số tế bào cấp led. Thì tương tự, fumonisin cũng tác động lên cùng một tế bào, cùng một cái mục tiêu. Có nghĩa là giảm số lượng tế bào cấp led là cũng làm giảm, làm chiều cao của cái nhung mao và ức chế tăng sinh tế bào. Ở đây, một loại độc tố nó móc tác động lên một cái tế bào đích. Thì ở đây cả hai độc tố này lại cùng tác động trên một tế bào đích là cái nhung mao hoặc là cái tế bào biểu mô. Cho nên mình thấy rõ ở đây là tác động tương hỗ hay còn gọi là tác động hợp đồng. Tại vì nếu mà một độc tố này tác động lên một tế bào đích là A, độc tố khác tác động lên một tế bào đích là B, thì đôi khi cái tính tương tác đó gọi là cộng thêm, tức là hai nơi khác nhau thì nó không có liên quan nhau. Ở đây là cùng một cái tế bào đích, cùng một cơ quan đích, cho nên ở đây là tương hỗ, mình thấy rất là rõ. Ngoài ra, đơn cũng có thể gây hư hại cái tight junction, tức là cái mối liên kết để giữ gắn kết giữa hai tế bào với nhau. Tại vì ở đây mình thấy rõ đây là hình chụp cái kính hiển vi điện tử, mình thấy những cái đường gạch ngang nhỏ thế này, đó tức là cái tight junction mà phóng to ra là quý anh chị thấy rõ là ở đây. Thì đây là chính là cái nơi liên kết giữa hai tế bào biểu mô với nhau.
ví dụ mình lấy hai tờ giấy A4, mình lấy kim đóng tập, mình bấm lại giữa ở giữa để, thì cái nối đó chính là cái junction. Thì ở đây don có thể làm giãn, làm hư hại hoặc là làm cho cái mối đó bị lỏng lẻo lại, cho nên cái khoảng khe hở nó sẽ lớn hơn. Chính vì vậy mà có một giống như mở cửa cho sự tấn công của vi sinh vật bất lợi vào bên trong. Thì như vậy don và fumonisin vừa làm giảm số lượng tế bào goblet, tức là làm giảm khả năng sản sinh ra cái mucin, tức là cái thường là mucin 2, tức là cái màng lớp nhầy, để làm lớp nhầy đó có tác dụng là làm ngăn cản sự tấn công của vi sinh vật. Bây giờ có lớp tế bào đó, có lớp màng nhầy đó lại mỏng lại, vi sinh vật bất lợi dễ tấn công hơn, đồng thời lại mở ra một cánh cửa. Thì như vậy vi sinh vật dễ dàng xuyên qua cái lớp màng nhầy hơn, là vì nó mỏng hơn rồi, bây giờ cánh cửa lại mở ra để cho nó vào bên trong, cho nên tấn công dễ dàng hơn. Đó là nó cái tác động hiệu lực này đã tác động lên cả hai. Thứ nhất là khả năng hấp thu dưỡng chất sẽ giảm, và thứ hai là khả năng phòng vệ của cơ thể con thú cũng sẽ bị tác động do cái tính hiệp lực của don và fumonisin B1. Đối với T2 toxin thì đây là một loại độc tố nấm mốc mà nó tác động tiêu cực trên nhiều loại khác nhau, trên không những trên heo mà trên gà và cả trên cái thú nhai lại. Thì ở đây T2 nếu mà đơn giản đối với con người mình, nếu mình để một mình vô tình để cho rớt ở trên da tay, mình cũng sẽ cảm thấy rất là nóng rát, hoặc là mình gọi là bị irritation, tức là thì như vậy nó làm bị kích ứng. Thì như vậy còn nếu như con thú ăn vô thì trên con đường nó đi nó có sẽ tác động, nếu nó không được khắc phục thì nó có thể tác động lên trên con đường từ bao tử, hay còn gọi là dạ dày, dài xuống tới ruột non và ra bên ngoài ở hậu môn. Có những con heo đôi khi quý anh chị thấy nó ngứa ngáy, nó cạ mông vào trong cái vách tường thì thấy nó sưng lên hoặc là nó trầy xước lên, thì mình cứ nghĩ có thể là do này do nọ, nhưng một trong những yếu tố là có thể là do T2 toxin, tại vì nó gây kích ứng, nó gây đỏ và ngứa, con heo nó phải cạ lên trên cái vách tường gì nó mới chịu nổi. Thì như vậy có thấy rõ là cái hoạt lực, cái sinh học của T2 toxin này vẫn còn nếu như mình không có cách xử lý nó. Thì như vậy là cái T2 toxin này nó là một độc tố có tính nghiêm trọng, độc tính cao hơn những cái nhóm khác ở trong cái nhóm do Fusarium sản sinh ra. Nhưng ngược lại cũng may mắn một điều là cái hàm lượng thường được phát hiện trong cái nguồn gốc thì thấp hơn so với lại những một số độc tố nấm mốc khác. Ở đây thì cái hình này thấy rõ là một số tế bào nó bị gọi là apoptosis, nãy là chết cái lập trình đó, tức là mình sẽ thấy rõ ở đây nó có sự bị hư hại như thế này, hoặc là cái dòng tròn hay là nó bị hoại tử, thì nó sẽ gây như vậy. Nó làm đồng thời nó làm giảm là một làm thay đổi cái hệ vi sinh vật đường ruột, làm nó cũng làm suy giảm trầm trọng các tế bào lympho T cũng giống như là cái aflatoxin, cho nên nó làm suy giảm hệ miễn dịch, nó làm hoại tử hoặc là làm viêm những trên con của hệ ống tiêu hóa trên con đường nó đi, hoặc là thậm chí ở ngoài da trên con gà cũng đôi khi cũng bị như vậy. Và tất nhiên các yếu tố mình mới vừa nói thì nó sẽ tác động lên trên cái sức sinh trưởng, sức khỏe của vật nuôi, mà ở đây là con heo. Ở đây có một câu hỏi thì mình nghĩ câu hỏi này một lát mình sẽ trả lời sau nhé. Kế đến là cái tính tương tác giữa don và T2 toxin. Ở đây mình không có đề cập ở bằng một cái hình chiếu, nhưng mà mình có đề cập thêm. Tại vì ở đây quý anh chị thấy rõ là tính tương tác này tác động lên tính nguyên dạng của hàng rào biểu mô. Nhưng có một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra là don nó có khả năng tác động là ức chế cái protein mà vận chuyển glucose do cái bơm mà natri sodium với lại potassium đó, thì nó ức chế cái khả năng vận chuyển cái glucose đó, cho nên nó cũng làm giảm cái khả năng hấp thu nước. Còn T2 toxin thì lại làm thay đổi hệ vi sinh vật của đường ruột, và đôi khi nó có tính tương tác với nhau, nó có khả năng gây tiêu chảy ở trên con heo. Còn ở đây là cái bản này nói về tác động đến tính nguyên dạng của hàng rào biểu mô. Tại vì cả don và T2 toxin đều gây hư hại tế bào cấp, là làm giảm cái tế bào goblet, làm gây hư hại cái vi nhung mao. Cho nên nó sẽ làm giảm cái sự tiết xuất chất nhầy, làm giảm cái yếu tố liên kết, tại vì ở đây là đo cái điện trở của cái tính điện liên kết giữa hai tế bào, nó phản ánh là cái tính nguyên dạng của tế bào. Thì ở đây nó cũng làm giảm cái yếu tố này, cho nên nó gia tăng sự bất ổn ở đường ruột và tăng nguy cơ từ các vi sinh vật gây bệnh. Nếu có sự hiện diện của cả hai,
DON và T2 toxin nó sẽ làm tăng cao khả năng xâm nhập của vi sinh vật bất lợi hơn. Tại vì DON làm giảm cái màng nhầy bảo vệ vi nhu mao ruột, và DON làm hư hại hoặc là làm giảm cái tight junction là mối liên kết giữa hai tế bào, mở rộng cửa cho sự xâm nhập của vi sinh vật bất lợi hơn. Và T2 toxin nếu có sự hiện mà nó không được hấp thụ thì nó có sẽ tác động làm hoại tử, làm hư hại tế bào, cho nên nó sẽ làm gia tăng cái áp lực từ cái hệ vi sinh vật bất lợi hơn cho vật chủ. Thì như vậy đó là một cái sự tương tác giữa hai loại độc tố nấm mốc này. Nhưng mình cũng nhắc lại là ở một nghiên cứu khác ở trên con chuột thì lại cho thấy là nó là có tính đối kháng. Thì ở đây mình nói rất rõ ngay từ ban đầu là có những thí nghiệm chỉ ra cái sự khác biệt về kết quả, đôi khi cùng lời cũng khác nhau, mà ở đây thì là hai loại khác nhau cho nên kết quả khác nhau thì cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng mình cũng nhấn mạnh là cho quý anh chị thấy rõ là cái tính tương tác này nó có khả năng xảy ra khác nhau tùy loài hoặc là tùy cái tế bào đích. Kế đến là cái tính tương hỗ giữa DON và Nivolumab. Cả DON và Nivolumab đều là thuộc cái nhóm B của nhóm tricotekins. DON được coi là một cái biomarker, của một cái marker, tức là một cái dấu chỉ của sự hiện diện của tricotekins ở trong cái nguyên liệu thô. Một khi mà mình đã phát hiện được DON thì thông thường sẽ kèm theo là sự hiện diện của các loại độc tố nấm mốc khác nằm trong nhóm tricotekins, ví dụ như Nivolumab 315 acetin DON hay là T2 hoặc HT2, ví dụ vậy. Cho nên mình gọi đây DON là một dấu chỉ của cái sự hiện diện của tricotekins. Mà ở đây mình không liên quan, nhưng mình chỉ gợi nhắc cho quý anh chị nhớ rõ một điều là khi sử dụng cái ELISA để phân tích DON ở trên nguyên liệu thô, hoặc nếu mà sử dụng cái giếng gọi là microwells đó, thì có thể sản được cả trên thành phẩm, thì cái kết quả thể hiện ở đó không chỉ là DON mà nó là DON tổng, có nghĩa là DON cộng với lại các hàm lượng của Nivolumab của 3 hoặc 15 acetin DON hoặc là của thậm chí của DON 3 glucoside. Thì như vậy quý anh chị biết rõ đó là hàm lượng tổng chứ không phải chỉ của một mình DON. Cho nên nếu như mình thấy có DON thì tất nhiên có thể sẽ có sự hiện diện của Nivolumab, mà ở đây DON và Nivolumab lại có sự tương tác động tương hỗ với nhau. Cho nên đôi khi quý anh chị nghĩ nguyên liệu thô này chỉ có DON thôi, hoặc là thành phẩm của tôi chỉ có DON thôi, nhưng quý anh chị không biết rằng nếu sử dụng ELISA hoặc ELISA thì nó chỉ phản ánh được gọi là tổng, trong đó có cả DON, cả Nivolumab, cả 3 acetin DON, 15 acetin DON nhân dân. Thì như vậy mình không biết rõ là, nếu mình không biết rõ như vậy mình cứ nghĩ là DON không không sao hết, nhưng vô tình nếu có sự hiện diện của Nivolumab ở đây, nó tức là có sự tương hỗ. Thì như vậy cái tính trầm trọng, cái tính tác động của độc tố nấm mốc này lên trên xuất sinh trưởng và sinh sản của heo sẽ trầm trọng hơn, tại vì nó có tác động tương hỗ. Ví dụ ở đây mình thấy rõ lô đích trứng, và ở đây là DON, ở đây là DON cộng với Nivolumab. Ở đây mình quý anh chị có thể thấy rõ cái liều ở đây, ở bên dưới, chú thích bên dưới. Thì như vậy sau 24 giờ cái tăng sinh tế bào của ruột sẽ giảm, nếu so với lại cái lô đối chứng mà so với cả một mình DON. Thì như vậy nếu có mặt của Nivolumab nó sẽ làm tác động sẽ trầm trọng hơn về cái khả năng mà nó làm giảm khả năng tăng sinh của tế bào đường ruột. Ở đây là sau 28 ngày thì như vậy cũng quý anh chị cũng thấy rõ có một sự khác biệt có ý nghĩa là nếu có mặt của nếu một mình DON thì cũng chỉ tương đối, còn ở đây nếu có mặt của Nivolumab cộng với DON thì cái khả năng tăng sinh của tế bào đường ruột sẽ giảm rất là nhiều so với lô đối chứng. Ở đây là 100% là đối chứng, thì ở đây tương đương chỉ khoảng 75 cho đến 80% thôi, tức là cái độ mà bị khác biệt nó khoảng 20 cho đến 25%. Khả năng gọi là gây chết tế bào có lập trình gọi là apoptosis thì cũng tăng cao khi có sự hiện diện của Nivolumab cùng với DON. Một mình DON cũng có thể làm tăng cái khả năng này rồi, nhưng nếu mà có sự hiện diện của Nivolumab lại làm tăng cao cái khả năng này hơn. Thì như vậy quý anh chị một lần nữa nhắc lại là nếu sử dụng phương pháp phân tích là ELISA thì quý anh chị phải chú ý nếu như có sự hiện diện của DON thì thông thường sẽ có kèm theo là Nivolumab, tại vì cái kết quả cho quý anh chị là kết quả tổng của DON và một số độc tố nấm mốc khác trong cái nhóm tricotekins kèm theo đó là Nivolumab 3 hoặc 15 acetin DON. Và ở đây có sự tác động tương hỗ giữa DON và Nivolumab, cho nên
Nếu một mình thấy có đơn mà bằng ELISA, mình cũng phải nghĩ ngay tới trường hợp này, có thể là có nivolumab trong đó, và như vậy thì cái tác động nó sẽ tiêu cực hơn cái mình nghĩ. Thì cái điểm này là điểm cái quý vị cần lưu ý. Thì tóm lại thì như vậy là đối với don và nivolumab đều có tác động tiêu cực, nhưng nếu cả hai cùng hiện diện thì nó sẽ càng tiêu cực hơn, làm giảm hấp thu dưỡng chất, làm tăng FCR và thậm chí cũng làm giảm cái sức khỏe của con thú, tại vì nó làm giảm tăng sinh của tế bào đường ruột và làm tăng cái hiện tượng gọi là apoptosis. Kế đến là zearalenone, thì cái này cũng không lạ đối với anh chị lắm. Thì zearalenone ở đây mình thấy rõ là nó gây trên heo thì rất là nhạy cảm, nó gây các triệu chứng lâm sàng khi nhiễm từ hơn 100 ppb. 100 ppb thì không không phải là một con số cao, thì nó có thể gây viêm âm hộ vô sinh hoặc là tạo ra sự động dục giả và giảm số lượng heo con sơ sinh, thậm chí là cũng làm giảm chất lượng của trọng lượng hoặc của heo con cai sữa hoặc là cái số lượng heo con cai sữa trên mỗi mỗi nái mỗi năm. Ở đây hình như thấy rất rõ, quý anh chị thấy ở đây là cái cơ quan sinh sản, mình để cái đồng hồ ở đây để cho thấy rõ là cái kích thước của cái cơ sinh của trên heo. Ở đây A là lô đứa chính, còn B là cái lô đã nhiễm cái độc tố zearalenone. Ở đây nó tác động trên heo nọc thì nó làm ảnh hưởng lên cả cái tính bình thường của cái tinh trùng, thì như vậy nó cũng làm biến dạng tinh trùng, cũng ảnh hưởng lên cái chất lượng của tinh, thì khả năng đậu thai cũng sẽ giảm hoặc là khả năng heo gọi là bình thường cũng sẽ giảm. Ở đây là cái heo con đang bú thì âm hộ sưng đỏ, hoặc đây là cái sạch trực tràng do zearalenone trên heo nái. Ở đây là cũng thấy rõ là trên heo con. Ở đây có nhiều thí nghiệm thì tác động của zearalenone là thấy rõ, đây là có nhiều cái mức độ khác nhau. Thì cái màu đen là thấy rõ là có sự tác động của cái tăng cái tác động do cái estrogen, tức là tại vì zealand còn gọi là một cái estrogen thực vật, tại vì nấm mốc là thực vật cho nên được gọi đây là do thực vật, tại vì nó có tính tương tự, nó cạnh tranh cái thụ thể đối với cái estrogen. Thì ở đây mình thấy rõ là từ 49 với 100 thì thường không thấy được cái sự tăng lên của cái hiện tượng là estrogenism, thì cái nhưng mà từ 100 đổ lên thì mình sẽ thấy sẽ có hiện tượng này. Nhưng một số người sẽ hỏi tại sao lại có mà ở mức 235, ở mức 300 mấy lại không có hiện tượng này, là do màu xám, tức là không có hiện tượng tăng cái estrogen đây, cái những cái do estrogen gây ra ở đây. Thì mình xin trả lời đối với một số anh chị, mình nghĩ là có anh chị đã biết, thì có hiện tượng gọi là độc tố nấm mốc ẩn mặt, thì có nghĩa là kết quả ở đây show ra là những độc tố này là ở dạng tự do, zearalenone tự do, còn những cái dạng ẩn mặt chẳng hạn như là alpha zearalenone hay là 14 sulfate hay là 14 glucose hay 16 sulfate glucose gì đó, thì những cái độc tố mốc đó thường không được phân tích bởi cái phòng lab phân tích thông thường gọi là thương mại, mặc dù họ có thể sử dụng là LC-MS hay là HPLC nữa, tại vì họ không có chất chuẩn cho nên họ không phân tích được cái độc tố nấm mốc đó. Chính vì vậy mà đôi khi mình không thấy mình thấy là ở liều thấp như thế này mà thể xảy ra, mà liều cao không xảy ra, thì đôi khi mình nói kết quả ở đây là show ra cái hiện tượng gọi là độc tố tự dạng tự do thôi. Mình sẽ nói sâu hơn về phần này nếu như có thời gian ở một cái bài khác về độc tố nấm mốc ẩn mạch. Còn cái bên phía bên tay phải đây nó quan trọng hơn, thể hiện cho quý anh chị thấy rõ là ở mức nhiễm 100, 200, 500 và 1000 ppb thì đôi khi mình nghĩ nó chỉ tác động lên trên heo nái thôi, nhưng ở đây thể hiện rõ qua cái nghiên cứu này vào năm 2012 thì thấy rõ là nó tác động lên cả thế hệ F1 là những cái heo con, lên cái số lượng gọi là nang nõn bình thường. Ví dụ như ở đây mình thấy rõ, ở đây A tức là 100, còn B là 200, 500 và 1000, thì cái số lượng nang nõn bình thường đối với một mức 100, nhiễm 100 nó đã giảm xuống còn 50% sau ở ngay thời điểm sinh ra. Còn nếu như đối với 200, 500, 1000 thì cái mức bình thường này lại càng giảm thiểu nữa. Ví dụ ở đây, ở mức 1000 nó giảm thiểu chỉ còn khoảng chừng ở đây có thể khoảng 10 đến 15 thôi. Thì ở đây cái mức, ở cái đường giữa này chính là cái gọi là cái median, tức là cái khoảng giữa của cái lối số mẫu, nó không phải là trung bình mà là cái median, chứ không phải là cái mean. Tức là con số mà nằm khoảng giữa các một dãy số liệu, chứ không phải là cái trung bình. Thì như vậy mình thấy rõ là ở đây nếu mà hàm lượng càng cao thì
cái số lượng nang nõn nó bình thường nó càng giảm. Sau 21 ngày cũng tương tự. Thì như giờ mình thấy rõ là Zanan không chỉ tác động trên heo nái mà còn tác động lên cả cái khả năng sinh sản của heo con sau này. Từ đó nó ảnh hưởng lên cái lợi nhuận hoặc là cái tính kinh tế của các nhà chăn nuôi. Tại vì những heo con này khi mà được sản sinh ra bởi con heo mẹ mà có bị nhiễm, ăn thức ăn có nhiễm Zanan, thì cái cơ quan sinh sản của heo con này nó cũng bị ảnh hưởng. Và từ đó cái khả năng sinh sản của nó về sau cũng bị tác động. Cho nên trong nó tác động lên rất là tiêu cực, lên ảnh hưởng rất là lớn lên cái tính kinh tế của nhà chăn nuôi heo đối với cái độc tố nấm Zanan. Ở đây thì quý anh chị thấy rõ, lần này không phải là trên heo nái mà trên heo con, tức là thế hệ sau. Đây là một điểm rất là quan trọng để mà quý anh chị lưu tâm. Thì như vậy, Don thì tác động làm giảm hấp thu dưỡng chất, làm giảm hiệu suất sinh trưởng. Zanan lại gây viêm, gây vô sinh và độc dưỡng giả, nó làm giảm sức sinh sản trên heo. Thì như vậy, nếu mà sự hiện diện của cả hai loại độc tố nấm mốc này ở trên thức ăn hoặc con heo hấp thụ vào, thì tất nhiên nó sẽ làm giảm trọng lượng và giảm số lượng heo con cai sữa trên nái trên năm. Mà ở đây mình có đưa ra một cái yếu tố gọi là khái quát hơn, gọi là số kilo thịt mà mỗi heo nái cung cấp cho ta mỗi mỗi năm, tức là số kilo thịt ở trên mỗi nái mỗi năm. Tại vì nếu mình chỉ đánh giá cái tác động lên trên cái số lượng heo con cai sữa ở mỗi nái mỗi năm thì nó cũng chưa phản ánh hoàn toàn. Tại vì độc tố nấm mốc này có thể làm giảm cái trọng lượng nút cai sữa. Chính vì vậy nó vừa tác động số lượng heo con cai sữa trên nái mỗi năm và trọng lượng của heo con cai sữa. Thì như vậy cái trọng lượng cai sữa giảm cộng với số lượng heo con cai sữa giảm thì nó tác động lên là làm giảm cái số lượng thịt mà mỗi nái có thể sản xuất được mỗi năm. Đây là một yếu tố rất là quan trọng mà các nhà chăn nuôi heo cần phải lưu tâm. Tại vì ngày nay không phải chỉ là số lượng heo con cai sữa nữa mà trọng lượng của heo con cai sữa, và đồng thời lên cả năng sinh sản của heo con luôn. Chính vì vậy ở đây cái Zanan cực kỳ quan trọng ở trên cái chăn nuôi heo. Kế đến là cái Aspergillus, và thời gian thì cũng gần hết cho nên mình nói sẽ rất là nhanh về cái phần này. Thì gần có cái Penicillium là cái hình bên đây, bên tay trái, bên tay phải là Aspergillus, thì sản sinh ra Ochratoxin hoặc là Aflatoxin B1. Và đặc biệt là Ochratoxin A này nó được sản sinh bởi cả hai, có thể là từ Penicillium, có thể từ cả từ Aspergillus. Ở đây trên Aspergillus thì sản sinh ra Aflatoxin, thì các triệu chứng lâm sàng thì ở đây thấy rõ từng tùy theo mức hàm lượng là ở đây là PPB, thì nó sẽ có tác động khác nhau. Mình sẽ đi nhanh về phần này. Ở đây cái hình này diễn ra chỉ thấy rõ là có thể là đi phân là còn sống hoặc là bị, cũng có thể là sảy thai. Nhưng mà thông thường ở đây là cái xảy ra đối với aflatoxin B1 là mãn tính, hơn 90% xảy ra là mãn tính ở mức độ hàm lượng rất là thấp. Chính vì vậy mà các nhà chăn nuôi thường hay chủ quan ở thấy hàm lượng aflatoxin quá thấp mình không lưu tâm, nhưng nó có thể gây ra hiện tượng là gọi là mãn tính. Và thậm chí không phải ở aflatoxin mà ở những cái độc tố nấm mốc khác cũng vậy. Tại vì thông thường có những cái độc tố nấm mốc ở cái hàm lượng, tại vì ở đây từ thực tế các thí nghiệm khoa học chỉ ra thôi, chứ mình cũng không có phải là mình nói, tự mình nói là chỉ ra rõ rằng là đôi khi có hàm lượng vừa phải thì nó lại không có gì, nhưng mà ở những hàm lượng thấp mà kéo dài, tức là gây ra hiện tượng mãn tính, thì có lại cái tính tương tác với nhau. Chẳng hạn như nào mình có nói rõ là fumonisin và don cũng vậy. Ở hàm lượng thấp đôi khi mình không chú ý, nhưng khi có hiện diện cả hai thì nó lại có hiện tượng hiệp lực, hiện tượng tương hỗ với nhau, cho nên các tác động lại tiêu cực hơn. Chính vậy mà cái hàm lượng thấp cũng là một cái điều mình cũng phải lưu tâm, chứ không phải mình thấy thấp quá mình không để ý, không quan tâm. Nhưng đó là bây giờ các quý anh chị thầy để ý, nó là một yếu tố để mình quan tâm, tại vì nó tính tương tác với nhau ở mức độ thấp. Ở đây là hình chỉ rõ là ảnh hưởng lên gan, lên cái tính gọi là tương đồng giữa các con heo trong heo con trong một lứa. Thì aflatoxin cũng có tương hỗ với lại fumonisin B1, tại vì một cái thì cái hệ làm giảm hệ miễn dịch, làm suy giảm chức năng gan, làm giảm cái khả năng hấp thu. Thì fumonisin B1 nó gây apoptosis tế bào, tức là gây chết cái lập trình và làm tăng ức chế sản sinh tế bào. Thì như vậy cả hai, nếu mà có sự hiện diện của cả hai thì nó cũng có sự tương hỗ, tại vì một bên là làm suy giảm chức năng gan hệ miễn dịch, một bên là làm ức chế tăng sinh của tế bào, cho nên một bên làm hư hại hoặc là hệ giảm dịch, fumonisin lại làm giảm cái ức chế tăng sinh. Thì như vậy nó sẽ ức chế cái khả năng sản nảy sinh ra tế bào mới để bổ trợ lại. Thì như vậy nó cũng ảnh hưởng lên suy giảm chức năng gan và sức khỏe của vật nuôi.
Kế đến là ocratoxin A. Thì ở đây ocratoxin A trên heo thì nó không quan trọng bằng những độc tố nấm mốc khác, nhưng mình cũng nói qua sơ qua thì nó cũng khả năng làm giảm hấp thu glucose thông qua làm giảm cái khả năng vận chuyển của cái protein vận chuyển glucose ở đây. Nó gây độc cái tiểu cầu thận, gây độc tế bào, cũng có khả năng gây ra cả cái hiện tượng apoptosis. Tại vì ở đây nếu như cái khả năng hấp thụ glucose ở tiểu cầu thận giảm thì có thể giới hạn trên con người thì có gọi là bị gây bệnh tiểu đường, nhưng có nhiều chất khác nhau. Nhưng mà ý nó ở đây là nó khả năng làm giảm hấp thu glucose, tái hấp thu glucose ở tiểu cầu thận. Ở đây mình thí nghiệm chỉ ra rõ là nếu mà hàm lượng càng tăng cao thì cái khả năng sống của tế bào sẽ giảm. Ở đây là 100% giảm xuống, và theo thời gian và cả theo cái hàm lượng của độc tố nấm mốc thì khả năng sống của tế bào cũng sẽ giảm, thì nó cũng có tính gọi là độc, gây độc trên tế bào. Thì như vậy, nếu như ocratoxin A làm giảm hấp thu glucose thông qua cái protein vận chuyển glucose thì ở trên DON cũng tương tự. Cho nên nếu có hiện diện của cả hai thì nó lại có tính chất gọi là hợp đồng với nhau. Mặc dù một bên là tác động lên trên cái biểu mô của ruột, một bên là tác động cũng có thể ruột, nhưng mà thường chú ý là trên cái tiểu cầu thận ở ocratoxin A nhiều hơn, nhưng cùng một mục đích là làm giảm khả năng hấp thụ glucose hoặc là tái hấp thụ glucose. Thì ocratoxin A lại gây apoptosis, gây độc tế bào, thì DON nó lại hư hại bao nhiêu tế bào, giảm bề mặt dưỡng chất. Cho nên nếu con thú bị nhiễm DON đã xảy ra cái hiện tượng này rồi, lại có thêm ocratoxin A thì nó lại có thể bị trầm trọng hơn, cho nên giảm hiệu suất sinh trưởng ở trên heo. Đối với fumonisin thì sao? Cả hai cũng đều gây apoptosis hết, và nó gây fumonisin thì gây ức chế tăng sinh tế bào, trong khi ocratoxin lại gây độc tế bào, và cả hai cùng gây ra hiện tượng apoptosis. Cho nên nó cùng một tác động cùng một yếu tố như vậy, cho nên sẽ làm giảm hiệu suất sinh trưởng trên heo. Thì nếu mà ở đây thì các anh chị đã thấy rõ các tác động tương hỗ giữa với nhau, thì ở đây mình chỉ tóm tắt lại thì đây là các tác động lên như thế nào lên sức sinh trưởng của sinh sản của heo. Thì DON sẽ làm giảm cái lượng thức ăn vô, làm rối loạn cái hệ tiêu hóa, làm mất cân bằng cái khả năng dinh dưỡng, thì làm biến đổi cái chu kỳ sinh sản của heo. Đối với solanon T2 hoặc là cái độc tố alkaloid này thì nó cũng làm giảm, chủ yếu tác động lên trên cái hệ sinh sản, chẳng hạn như gây sảy thai, gây động vật giả, làm giảm cái lứa đó, đàn, cái cỡ đàn, ví dụ vậy. Còn ocratoxin thì làm giảm cái hệ miễn dịch, làm gây tăng cái sự nhiễm trùng, hoặc là tăng tỷ lệ chết, hoặc là sảy thai. Thì các cái yếu tố này tóm lại thì nó tác động lên cái gì? Lên cái khả năng thụ thai, tức là khả năng di truyền giống của đàn bầy đàn. Từ đó nó sẽ tác động một cách trầm trọng lên trên cái kinh tế của nhà chăn nuôi heo, chẳng hạn như làm tăng, như nãy mình có nói là nó làm ảnh hưởng lên cái cả cái chất lượng của tinh trùng của heo nọc, cho nên có cũng làm tăng cái giá của cái tinh hơn. Tại vì như vậy mình phải chắt lọc lại, phải lựa chọn kỹ hơn, cho nên mình sẽ làm tăng cái giá thành của cái tinh và làm tăng cái giá thành của thức ăn. Tại vì mình tất nhiên khi mà thức ăn bị nhiễm, nguyên liệu thô bị nhiễm như độc tố nấm mốc, mình cần có cái biện pháp xử lý, cần có một cái chương trình để mà quản lý những rủi ro từ độc tố nấm mốc. Mà ở đây chẳng hạn như cái này mình, nếu mà anh chị có câu hỏi hay cần giúp đỡ thì mình có thể liên hệ với mình sẽ hỗ trợ về nhiệt tình về vấn đề này. Thì nó như vậy thì nó sẽ làm tăng cái chi phí về thú y, tại vì con thú bị tăng bị dễ nhiễm bệnh hơn, hoặc là làm biến ăn hay là dễ bị bội nhiễm hơn, chẳng hạn như có tính tương hỗ giữa độc tố nấm mốc và những cái vi sinh vật bất lợi, chẳng hạn như con thú mà bị nhiễm Salmonella hay nhiễm E. coli hay được mình gọi E. coli mà lại nhiễm độc tố nấm mốc, chẳng hạn như DON hay Fumonisin hoặc Alfaxin, nó lại làm trầm trọng hơn, tức là nó làm cho cái sức đề kháng của con thú đối với cái đó giảm hơn, hoặc là cái sức nhạy cảm của con thú đối với cái vi sinh vật bất lợi đó lại trầm trọng hơn bình thường. Cho nên ở đây sẽ tăng chi phí thú y, làm tăng cái sự loại thải lựa chọn ra, làm giảm cái cỡ đàn, và tất nhiên là làm giảm có số lượng heo con cai sữa và cả cái trọng lượng của cai sữa. Chính vì mình ở đây cái mức cuối cùng này mình nói là các nhà chăn nuôi heo cần chú ý ở đây là cái khả năng sản sinh ra, khả năng sản sinh sản của con nái trên một năm được tính bằng số lượng con heo con cai sữa trên một năm, trên nái một năm, và trọng lượng lúc cai sữa trên một năm. Thì như vậy mình sẽ tính ra được là số lượng thịt mà con heo một heo nái có thể sản sinh ra một năm sẽ bị giảm trầm trọng. Nếu như mình có một chương trình hợp lý để mà quản lý cái những rủi ro từ độc tố nấm mốc thì mình có thể
phục hồi lại những cái giá trị đã mất mát do nó gây ra. Và cái cuối cùng, để quý anh chị tóm lại cho quý anh chị dễ nhớ hơn, thì nhiễm độc tố nấm mốc ở hàm lượng thấp có thể làm thay đổi đi nhiều thứ mà mình không biết, không nhận ra được ở cấp độ tế bào, cho nên mình không nhận biết được. Từ đó nó dẫn tới cái suy giảm những yếu tố hóa, sinh hóa, miễn dịch và ung thư vật nuôi. Mà như vậy thì đôi khi mình thấy rõ, có những nhà chăn nuôi họ thấy tôi có SCI như thế này là cũng ok rồi, hoặc là cái trọng lượng như thế này cũng ok rồi, nhưng mà đôi khi họ không biết rằng là họ đang có sự mất mát do độc tố nấm mốc gây ra mà họ không biết. Thì nếu mình có một chương trình quản lý hợp lý hơn thì lúc đó mình sẽ có thể giúp cải thiện lại, lấy lại những cái mất mát đó để cho mình có thể được tăng được thu nhập hơn từ cái số lượng số lượng heo con cai sữa trong một năm, hoặc là trọng lượng lúc cai sữa của heo con. Cái mối quan hệ giữa yếu tố nhiễm mãn tính và biểu hiện phơi nhiễm độc tố nấm mốc thường rất khó để nhận diện. Chính vì vậy mà mình cần có những cái yếu tố để mà quản lý tốt thông qua cái về nhận diện độc tố nấm mốc, xử lý độc tố nấm mốc và làm thế nào để quản lý nó. Thì ở đây ý cuối cùng là phần lớn các nghiên cứu về đa độc tố đều ghi nhận các tương tác cộng hưởng hoặc là tương hỗ giữa các loại nấm mốc với nhau, nhưng mà đôi khi mình bỏ qua, nhất là những độc tố nấm mốc ở hàm lượng thấp, đôi khi mình bỏ qua, mình thấy ở hàm lượng này không quan trọng, nhưng mình không biết rằng ở hàm lượng thấp đôi khi có những độc tố nấm mốc lại có xảy ra hiện tượng tương tác với nhau mặc dù hàm lượng rất là thấp. Chính vì vậy mà mình phải chú trọng hơn nữa cái sự hiện diện của độc tố, sự đa nhiễm của độc tố nấm mốc. Và ý mình nhắc ở đây Zelanol là quan trọng rồi, nhưng ở nãy mình có nói là tính tương hỗ giữa Don và Fumonisin, hai độc tố thường rất thường sẽ mình thấy hiện diện ở nguyên liệu thô, và đặc biệt hơn là Don và Nivalenol. Cái mà mình chú trọng ở đây là tại vì thông thường mình hay sử dụng phương pháp là ELISA để phân tích, thì mình chỉ phân tích là phân tích Don thôi, ít ai phân tích Nivalenol lắm. Nhưng mà cái phần bằng ELISA thì Don đó là Don tổng gồm cả Don và cả Nivalenol và cả 3 hoặc 15 Citronol và Don Balucosa hay nhiều thứ khác. Thì như vậy trong kết quả đó là đôi khi thường bao hàm cả Nivalenol trong đó. Thì như vậy có sự tương tác giữa Nivalenol và Don. Thì ở đây mình phải chú ý khi mình có Don rồi mà khi nghe có thể là có Nivalenol trong đó, và như vậy sẽ có sự tương tác tương hỗ với nhau giữa hai độc tố nấm mốc này. Và như vậy con heo sẽ bị tác động trầm trọng hơn. Thì ở đây, hy vọng qua cái buổi trình bày hôm nay thì quý anh chị chú ý hơn nữa cái tính tương tác giữa các loại độc tố nấm mốc với nhau. Cái thứ hai là cái hàm lượng dù nhỏ nhưng nó vẫn có thể tác động tiêu cực và hiện tượng mãn tính tiêu cực, làm giảm sức sinh trưởng của con thú và sức sinh sản của con thú. Và đặc biệt hơn, ở đây là mình muốn nhấn mạnh lại là phương pháp kiểm tra nó cũng khá là quan trọng, tại vì nó không thể hiện rõ được cái bản chất của độc tố nấm mốc hiện diện ở trong cái nguyên liệu thô của quý anh chị. Chính vì vậy nếu mà khi mình sử dụng cái phương pháp nào, mình cần phải hiểu rõ phương pháp đó, và cũng cần được nếu mình tự phân tích cũng cần được tập huấn về phương pháp lấy mẫu, về phương pháp phân tích và cái cách xử lý như thế nào. Thì ở đây thì mình có khoảng 20 năm kinh nghiệm về độc tố nấm mốc và cách quản lý độc tố nấm mốc cũng như phân tích độc tố nấm mốc ở Pháp, Canada và ở Việt Nam hiện nay là. Thì nếu quý anh chị có câu hỏi thì xin vui lòng đặt câu hỏi qua cái phần Q&A, mình sẽ trả lời từng câu. Nếu mình có thể trả lời kịp hết thì mình sẽ trả lời, còn những câu hỏi nào mà cần đi sâu chi tiết hơn hoặc là không kịp thời gian thì mình xin phép sẽ trả lời bằng email, hoặc là có thể chat qua WhatsApp hoặc là qua một phương tiện nào đó. Đối với mình luôn sẵn lòng để hỗ trợ quý anh chị về độc tố nấm mốc, các vấn đề liên quan với độc tố nấm mốc. Dạ, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý anh chị. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Sĩ Trung với một. Mình đã bị màn hình của mình bị đứng thôi, mà mình xin phép bài trình bày rất là Q&A, hoặc quý vị có thể ghi comment ở trong phần Q&A cho chúng tôi có thể sau này thực hiện những buổi webinar tốt hơn. Và anh Trung có thể lựa chọn những câu hỏi để trả lời, mình có thể trả lời từ thứ tự từ trên xuống ạ. Rồi. Khi kiểm soát tốt nguyên liệu đầu vào, từ bạn Đào Nguyễn nhé. Khi kiểm soát tốt nguyên liệu đầu vào và kiểm tra tất cả các loại độc tố nấm mốc đều ở mức thấp, thì có cần phải sử dụng chất khắc phục độc tố không? Nếu cần thì nên sử dụng loại khắc phục độc tố nào, đơn hay đa, tại sao? Mình sẽ trả lời ở đây. Là hồi nãy như mình vừa mới trình bày, thậm chí
thường xảy ra đối với aflatoxin như mình đã thấy thì thường hơn 90% xảy ra là mãn tính, tức là hàm lượng rất là thấp thì nó tạo ra sẽ ra hiện tượng là mãn tính. Và một ý nữa, đối với một số độc tố nấm mốc khác chẳng hạn như fumarizin hay don, mà thông qua các nghiên cứu khoa học chẳng hạn như mình cũng có một cái bài nghiên cứu ở đó, ở đây đó, mình tất cả đều qua các bài nghiên cứu khoa học hết chứ mình không có nói thường, thì nó thấy rõ là thậm chí cứ như độc tố nấm mốc ở hàm lượng thấp nó lại có tính tương tác với nhau. Chính như vậy mà mình không nên bỏ qua nếu như mình thấy rõ hàm lượng độc tố nấm mốc nó xuất hiện ở trong cái nguyên liệu thô hay thành phẩm của mình, dù hàm lượng rất là nhỏ. Vì vậy mình cũng cần phải sử dụng chất hấp phu độc tố để kiểm soát càng tốt, càng kiểm soát độc tố nấm mốc càng nhiều càng tốt. Tại vì mình cũng chia sẻ thật là hiện tại trên thị trường không có một sản phẩm nào có hấp thu 100% độc tố nấm mốc. Chính vì vậy mà con thuốc cũng có khả năng hấp thu một phần nhỏ vào trong đó, và nó sẽ tác động lên gan, lên những yếu tố khác, các loại cơ quan khác của con thú. Nhưng mình nhấn mạnh đây là gan. Tại sao gan? Tại vì gan là cái nơi chuyển hóa mọi thứ. Nếu như gan mà bị tác động làm hư hại hay là làm giảm chức năng thì nó ảnh hưởng lên toàn bộ sức khỏe con thú. Cái đó là cái nơi lọc mọi thứ, đó là chuyển hóa và lọc mọi thứ. Chính vì vậy mà đôi khi cũng cần phải đảm bảo là chức năng gan cho được tốt. Vì vậy mà có ở mức câu hỏi này mình trả lời một là cần, vẫn cần phải xử lý, tức là vẫn cần phải dùng một cái sản phẩm nào đó có khả năng hấp thụ được độc tố, mà nếu mà nó là tương tác có nghĩa là nhiều hơn một loại độc tố thì như vậy cần phải là loại đa độc tố và có khả năng hỗ trợ chức năng gan càng tốt. Thế đối với câu hỏi thứ hai cũng của bạn Đào Nguyễn là làm sao phân biệt sự tổn thương biểu mô ruột do độc tố nấm mốc hay do nội độc tố vi khuẩn, thì ở đây thì mình không có sự phân biệt rõ ràng. Chính vì vậy mà ngay từ đầu mình cũng có nói là các yếu tố để mà xác định rõ, tại vì đôi khi các triệu chứng cũng vậy, không ai có thể đảm bảo chủ quan 100% cái này là do độc tố nấm mốc, cái này là do vi khuẩn, cái này là do gì đó không. Thường mình phải trải qua các xét nghiệm, thậm chí trên con người cũng vậy, thì trên con thú cũng vậy, phải trải qua các xét nghiệm. Thì chẳng hạn như có những trường hợp xảy ra ở hiện tượng là trên heo, như mình nói nó mở rộng xước trên da cầm, hiện tượng là bị loét cái bao tử, không phải bao tử, gọi là cái da mề của con gà, thì mọi người nghĩ ở đó là do T2 toxin, nhưng không phải, nó nhiều yếu tố lắm, có thể do dinh dưỡng, có thể do virus, có thể do độc tố nấm mốc, mình đều cần phải làm cái test mới biết được rõ cái đó là do cái gì. Tại vì có hiện tượng xảy ra ở bên Philippines là mới đầu nghi ngờ do độc tố nấm mốc, nhưng sau đó mới phát hiện đó là do cái virus, thì như vậy mình mới cái sự tổn thương này thì mình phải sắp làm cái bài test để mới biết được đó là do độc tố nấm mốc hay là do vi khuẩn, mà đôi khi là do cả hai, tại vì đôi khi nó có sự tương hỗ với nhau nữa, như nãy mình có vừa trình bày. Kế đến là độc tố nấm mốc có liên quan đến hệ vi sinh nhật đường ruột và độc tố do vi khuẩn không và như thế nào, thì nãy mình cũng vừa mới trả lời xong là nó có liên quan, chẳng hạn như Salmonella, E. coli. Khi con thú mà bị trong môi trường nhiễm hai con đó, thì nếu có ăn một thức ăn có chứa độc tố nấm mốc thì con thú hấp vào độc tố nấm mốc như vậy, thì nó lại, hoặc là đường ruột có chứa cái độc tố nấm mốc như vậy, thì nó lại tăng cái sự nhạy cảm của con thú đối với vi sinh vật hơn. Và nếu mà em nói là độc tố do vi khuẩn thì nó còn gồm cả hai loại, gọi là ngoại độc tố và nội độc tố. Nội độc tố thường là cái thành vách của vi khuẩn gram âm thường, và ngoại độc tố thì là do cái chất tiếp xúc từ cái đầu con vi khuẩn ra. Thì ở đây nếu mà nói về nội độc tố, độc tố mất liên quan hệ sinh đường ruột hay không, như hồi nãy anh có trình bày là T2 có ảnh hưởng lên trên, làm thay đổi cái hệ vi sinh dịch của đường ruột, thì chính vì vậy nó cũng tác động lên, T2 là tác động trực tiếp làm thay đổi cái hệ vi sinh dịch đường ruột. Còn cái hồi nãy anh nói đây là, mình nói ở đây là độc tố nấm mốc có thể làm tăng khả năng nhạy cảm của vật chủ đối với cái vi sinh vật bất lợi, chẳng hạn như E. coli hay là Salmonella hay là Clostridium, ví dụ vậy. Thì tóm lại là có liên quan, và chính vì vậy mình cũng cần xử lý một biện pháp là có thể bảo khả năng bảo vệ con thú khỏi độc tố nấm mốc và cả cái nội độc tố của vi khuẩn. Câu hỏi kế đến là làm sao để đánh giá chất lượng một sản phẩm hấp thu độc tố, cần thời gian bao lâu? Để đánh giá chất lượng của một sản phẩm hấp thu độc tố thì thường qua các yếu tố đầu tiên, thường mọi người hay hỏi và mọi người cũng biết, đó là đánh tố qua, gọi là in vitro test, tức là đánh giá qua phòng thí nghiệm, để đánh giá cái khả năng gọi là
hấp thu của một loại độc tố nấm mốc. Thì thí nghiệm này thì nó cũng có nhiều vấn đề để nói. Thứ nhất là nó không phản ánh rõ được cái môi trường của trong lòng ruột của con thú. Nhưng một số thí nghiệm lại sử dụng những cái chất đệm thông thường, hoặc là đôi khi họ sử dụng cả các chất, họ lấy các chất chiết xuất từ trong cái đường ruột của con thú ra luôn để mà nuôi cấy, thì cái đó cũng chính xác hơn. Thì như vậy mình sẽ qua cái đánh giá đó. Hoặc là một trường đại học ở Ghent của Bỉ, họ đưa một cái viên nang có chứa độc tố nấm mốc vào bên trong của con thú, rồi sau đó họ đánh giá cái kinetics, tức là cái động động dược học, tức là sau bao lâu thì con thú hấp thu được bao nhiêu độc tố và nó loại thải bao nhiêu, để đánh giá được cái mức độ của, và sau đó họ đưa một cái sản phẩm nó vào bên đó để coi sau một thời gian như vậy thì nó hấp thu được bao nhiêu là thải sao sau đó. Còn để đánh giá gọi là tối ưu hơn nữa thì phải sử dụng một cái biện pháp gọi là dùng các dấu chỉ của đánh dấu phóng xạ mà mình cũng đã từng làm ở bên Canada. Thì phương pháp này là phương pháp chính xác nhưng đòi hỏi rất là công phu, và các kỹ thuật viên phải được tập huấn và phải được đào tạo về sử dụng ở trên cái chất gọi là phóng xạ, cho nên thường các thí nghiệm này không làm được đối với thương mại mà chỉ các trường học làm, mà chi phí rất là tốn kém, cho nên cũng ít ai sử dụng phương pháp này. Nhưng mà phương pháp này thì đánh dấu rõ là độc tố đó sẽ được hấp thu tới đâu, ở nội tạng nào, cơ quan nào hấp thu bao nhiêu, loại thải bao nhiêu, và cái chất hấp thu độc tố đó nó sẽ hấp thu được bao nhiêu. Nhưng mà phương pháp này thì rất hiếm được sử dụng vì cao và ít trường đại học nào làm. Còn thời gian bao lâu thì nó lại là, nếu mà trong đánh giá thì tùy, nếu trong phòng thí nghiệm thì rất là nhanh, có thể là một tiếng hoặc là có thể vài ba tiếng và có đến 10 tiếng tùy theo phương pháp. Còn nếu mà trên in vivo, có nghĩa là trong con thú, thì nó phải đánh giá thông thường. Nếu mà trên con heo, trên con gà thì hoặc là trên con thú nhân đản nó sẽ khác nhau. Mà để đánh giá trong bao lâu thì mình tùy theo cái tình huống mà mình giả lập đó là độc tố gì. Tại vì cái tác động của mỗi loại độc tố trên mỗi cơ quan nó sẽ khác nhau. Ví dụ như đánh giá trên aflatoxin mà đánh giá nó thẳng trên gan, ví dụ mình cần 3 tuần là mình sẽ thấy rõ được biểu hiện ở trên gan như thế nào, nó tác động như thế nào. Hoặc là đối với ở trên fumonisin thì mình có thể dùng một dấu chỉ sinh học là cái tỷ suất của sphinganin chia cho sphingosin. Nếu như cái chỉ số đó mà tăng cao cái thì chứng tỏ là con thú đã phơi nhiễm fumonisin B1. Tại vì fumonisin B1 khả năng hấp thụ vào rất là thấp, khó đánh giá, khó chiết xuất ở trong các mô máu hay là thận hay là gan hay dân dân hay thịt hay gì đó. Thì họ dùng cái chất chỉ thị đó để hiểu rõ là con thú đã ăn một thức ăn chứa fumonisin hay chưa. Thì như vậy sau khoảng một tuần, hoặc thậm chí mà mình có làm thí nghiệm về cái kinetics, tức là động lực học, thì tức là sau vài mươi phút là đã bắt đầu, nếu mà đưa vào thì theo cái đường mình đưa vô nữa, mình cho ăn nó sẽ khác với mình tiêm thẳng vào trong động mạch và trong xoang bụng. Thì như vậy để trả lời câu hỏi này thì rất là chung chung rồi, tại vì có nhiều phương pháp quá. Nếu mà đưa vào bằng cái chích và tĩnh mạch hay là cái xoang bụng thì nó sẽ rất là nhanh, hấp thụ rất là nhanh. Còn nếu như mà đánh qua đường miệng thì như vậy cũng cần thông thường là khoảng từ vài tuần, tùy theo là độc tố nấm mốc. Ví dụ như đối với fumonisin B1 mình có nói rõ là nếu sau một tuần là có khả năng là thấy rõ được là có nhiễm hay không, có tác động hay không, thông qua chỉ số gọi là sphinganin chia cho sphingosin. Còn nếu mà đo bằng fumonisin B1 trực tiếp thì rất là khó. Còn đối với một vài độc tố khác là thường khoảng 2 hoặc 3 tuần. Nhưng mà mình khuyên là nếu làm một thí nghiệm thì để đánh giá cơ bản thì mình phải ít nhất là khoảng 3-4 tuần để mình thấy rõ, là mình phải biết rõ là trước, trong và sau như thế nào thì nó sẽ tốt hơn. Mình sẽ trả lời tuần tự, nhưng mà nếu các quý anh chị nào cần hỏi thêm về cho câu hỏi của mình, nếu mà thấy chưa có thỏa mãn hay gì đó thì có thể liên lạc email mình. Thì trên màn hình quý anh chị có thấy rõ cái số điện thoại hoặc là cái email, thì có thể trực tiếp email hoặc là hỏi để mình có thể diễn ra, mình trình bày rõ hơn, sâu hơn. Tại vì ở đây mình thời gian bị giới hạn, cho nên là mình trả lời có thể cũng không thỏa mãn quý anh chị lắm, mong quý anh chị thông cảm. Mình có thể trả lời rõ hơn ở phần sau. Có những phương pháp nào để xác định độc tố nấm mốc ẩn mặt? Thì ẩn mặt thì nãy tại bài này mình không nói rõ về ẩn mặt, nhưng mà có hai phương pháp mình gọi là trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp có nghĩa là mình xác định rõ là độc tố nấm mốc ẩn mặt đó là A hay B hay C hay D. Còn nhưng ngược lại, mình nói ví dụ đơn giản như thế này. Nếu như trong một cái nguyên liệu thô đó là bắp đi, nó có chứa 5 loại độc tố nấm mốc ẩn mặt. Nói ví dụ mình biết rõ là 5 loại đi, ví dụ vậy đi. Nhưng cứ phương pháp trực tiếp mình chỉ có chất chuẩn gọi là standard của ba chất thôi, A, B, C, mình không có của C và D. Thì như vậy phương pháp trực tiếp mình xác định rõ ở trong cái nguyên liệu thô này có chứa độc tố nấm mốc ẩn mặt A, B và C, nhưng D và E thì như thế nào mình không biết.
Còn phương pháp gián tiếp là phương pháp xác định rõ được tổng số độc tố nấm mốc ẩn mặt có trong nguyên liệu rau đó, nhưng nó không có khả năng xác định rõ được loại độc tố nấm mốc ẩn mặt nào. Ví dụ như năm loại trong nguyên liệu thô đó có chứa 5 loại độc tố nấm mốc ẩn mặt mà tổng số của nó là 100. Nhưng mà bây giờ mình phương pháp trực tiếp đánh giá được ở có A, B, C, 3 loại độc tố đó chỉ chiếm được có 75 75 ppb, ví dụ như vậy. Thì như vậy mình thấy rõ mình chỉ biết được là trong nguyên liệu thô này có chứa độc tố ẩn mặt A, B và C, và tổng của nó ở A có thể là 25, B là 15, B, C là 40 gì đó. Còn D và E thế nào không biết. Ngược lại phương pháp gián tiếp thì nó có khả năng thủy phân tách các cái gọi là những cái con sugar ra khỏi độc tố nấm mốc để giải phóng cái đó, cho nên nó sẽ phân tích được cái gọi là độc tố nấm ẩn mặt, độc tố nấm mốc tự do và độc tố nấm mốc mới được giải phóng từ những cái con sugar, cho nên nó sẽ xác định cái tổng. Thì như là họ xác định rõ được ở cái nguyên liệu thô này có chứa 100 ppb độc tố nấm mốc ẩn mặt, nhưng ngược lại phương pháp này lại không có khả năng xác định rõ là trong đó có chất A hay B hay C hay D. Thì mỗi phương pháp đều có ưu và nhược. Trực tiếp thường là sắc ký, chẳng hạn như là SPLC, LCMS hoặc là LCMS hoặc là GCMS, ví dụ vậy. Còn đối với gián tiếp thì thường hay sử dụng là ELISA, tại vì cái phương mỗi phương nó có một phương pháp riêng để mà xác định tổng của độc tố nấm mốc ẩn mặt. Heo có dấu hiệu lâm sàng thể hiện nhiễm độc tố xenon và don, nhưng khi kiểm tra thức ăn thì có kết quả don ở mức trung bình và xenon ở mức độ thấp. Anh Trung giải thích giúp gì sao? Ở đây một câu hỏi cũng khá thú vị nhưng mà mình đã gặp thực tế. Chẳng hạn như đối với xenon và don đều có ẩn mặt và cái sự ẩn mặt này rất là cao. Ví dụ như có một cái nguyên liệu thô là cái hướng dương, bánh dầu hướng dương từ Nga về, thì cái độc tố nấm ẩn mặt lại cao hơn cả cái độc tố nấm mốc tự do. Ví dụ con số cụ thể thì mình không nhớ rõ, hình như là nói ví dụ thôi. Ví dụ như trong cái nguyên liệu thô đó có 2 ppm là don thì cái độc ẩn mặt lại là khoảng 2.1 ppm. Tại vì cái thể hiện là cái khả năng chuyển hóa của cái cây hướng dương đó, cây vật chủ đó quá cao, quá tốt. Nó chuyển hóa hết phân nửa độc tố nấm mốc don thành một cái dạng ẩn mặt mà nhờ phương pháp phân tích mới cho nên mới phân tích được. Thì như vậy nếu như mà mình chỉ gửi mẫu cho một phòng lab phân tích thông thường thì con số cái bản báo cáo gửi về cho mình chỉ thể hiện rõ là nhiễm 2 ppm don, mà không mình không biết rằng trong đó có luôn cả 2.1 don ẩn mặt. Có thể là don balacuza, có thể là don 14 sinfate, có thể là don 15 sinfate, hay là 3 sinfate hay gì đó. Thì như vậy cái kết quả thể hiện trên cái bản báo cáo đó không thể hiện rõ được cái độc ẩn mặt, mà mình chắc chắn với quý anh chị biết rõ rằng tất cả các phần lab phân tích thương mại hiện tại ở khu vực châu Á Thái Bình Dương đều không phân tích độc tố nấm mốc ẩn mặt. Đối với xenon càng khó hơn, tại vì có một hiện tượng xảy ra ở bên Bắc Mỹ, đó là khách hàng họ phản ảnh con thú có hiện tượng biểu hiện của xenon, tức là mình âm hộ bị vậy đó. Thì mình nói cho anh chị hiểu rồi, mình không muốn nói nhiều về vấn đề đó, nhưng mà họ đi kiểm tra độc tố nấm mốc xenon thì hàm lượng rất là thấp, không có cao như họ nghĩ để tác hại. Họ gửi phòng lab thứ nhất không được, không kết quả như vậy, họ không tin, họ gửi phòng lab thứ hai để kiểm tra chéo, kết quả cũng khá tương đồng với phòng lab một, và phòng lab thứ ba cũng như vậy. Khi cuối cùng họ mới chạy đến mình, thì lúc đó mình làm ở trường đại học thì có phương pháp để phân tích độc tố nấm mốc. Thì sau cái quá trình trao đổi thì mình sẽ giúp họ mới phát hiện ra là trong đó có độc tố nấm mốc ẩn mặt của xenon. Nhưng thông thường mình không nhận mẫu thương mại, cho nên đó là trường hợp cá biệt mình nhận tại vì có hiện biểu hiện như vậy. Thì ở đây để giúp cũng là một phần giải thích cho bạn Phạm Phương hiểu rõ là cái bạn mà thấy được ở trên con số mà trên cái bản báo cáo đó chỉ là độc tố nấm mốc độc tố nấm mốc tự do, ở dạng tự do. Còn ở dạng ẩn mặt thì bạn chưa biết, cho nên là có khả năng là do độc tố ẩn mặt rất là cao, dù cái mà bạn thấy là don hay xenon đều ở mức độ thấp. Cảm ơn câu hỏi của Phạm Phương. Kế đến là của bạn mình không biết là Huyền Cần Thanh, xin lỗi tại vì không có dấu ra mình không đọc được. Độc tố xenon có ảnh hưởng đến sự phát triển và thành thục của bầu vú heo không? Thì ở đây thì họ thường chú ý nhiều đến lên cái cơ quan sinh sản là chẳng hạn như buồng trứng hay là những cái âm hộ hay gì đó. Nhưng sự thành thục của bầu vú heo thì cũng chưa có nghiên cứu nhiều đến cái sự thành thục của bầu vú heo. Nhưng ở đây hồi nãy có một cái thí nghiệm thể hiện rõ là
thể hiện lên cái sự thành thục của cái năng noãn ở trên F1, tức là thế hệ con. Thì như vậy, hy vọng là trong tương lai mình sẽ có câu trả lời rõ cho bạn hơn, tại vì nghiên cứu thì cũng có nhiều vấn đề. Nhưng mà mình nhấn mạnh rõ bạn là Zealand tác động lên cả thế hệ F1 của heo con. Thì như vậy là cái cơ quan sinh sản của heo con cũng theo tầm rất là lớn. Còn thành thục của bầu vú heo thì mình xin hẹn trả lời câu này cho bạn sau nhé. Tại vì mình không muốn nói một trả lời một câu hỏi mà nó không có đúng. Thà mình gửi đến bạn một câu trả lời đúng mà chậm nhưng mà đúng. Cảm ơn bạn. À, bạn Phạm Phương tiếp theo câu hỏi phía trên. Trong cám có sử dụng chất hấp phụ đa độc tố. Ủa, mình không hiểu lắm. À, anh Trung à, câu hỏi phía trên là câu hỏi phía trước của bạn Phạm Phương là trên à, có những phương pháp nào sàng. Có những phương trên pháp nào có xác định được ống nấm mốc không ạ? Đúng không? Dạ, có không, những phương pháp là nào heo có xác định được ống nấm mốc không ạ? Rồi kế đến là trong cám có sử dụng chất hấp phụ độc. Ủa, Phạm Phương, xin lỗi Phạm Phương. Là câu hỏi anh vừa mới heo trả có lời dấu là hiệu lâm heo sàng. Anh thấy rồi, heo có dấu hiệu lâm sàng thì nhiễm độc tố nấm mốc Zealand và Don nhưng kiểm tra thì thấp. Rồi trong cám có sử dụng chất phụ độc đa độc tố. À, có nghĩa là ý của bạn là kiểm tra thì thấy Don và Zealand ở mức độ thấp. À, nhưng mà trong thức ăn có chứa luôn cả chất hấp phụ độc tố, đa độc tố nhưng mà lại heo có biểu hiện đúng không? Thì ở đây thì mình cũng xin trả lời rõ là đối với chất hấp phụ độc tố thì mình thường xác định rõ là khả năng hấp thụ ở trên độc tố nấm mốc thường ở dạng tự do. Còn ở dạng ẩn mặt thì nó đa dạng đa hình lắm cho nên cũng khó nói. Tại vì chất hấp phụ độc tố đa độc tố thì nó khả năng cũng hấp thụ được một số độc tố nấm mốc ẩn mặt, nhưng mà một số cái loại độc tố ẩn mặt lại có những cái conjugate rất là lớn cho nên cũng khó khả năng hấp thu. Nhưng may mắn một điều là như thường chẳng hạn như Don ẩn mặt thì sẽ bị thủy phân, hoặc là Zealandon ẩn mặt cũng sẽ bị thủy phân ở trên đường ruột, ở dưới tác động có nhiều thứ, có thể là độ pH, có thể là do enzyme của những vi sinh vật tiết ra hay vân vân, thì nó sẽ được thủy phân và tách ra. Cái conjugate là cái phần gắn kết đó sẽ bị tách rời ra và giải phóng cái phần tự do của độc tố nấm mốc đó, thì khi đó cái độc tố nấm mốc ẩn mặt mà mới được giải phóng khỏi từ conjugate sẽ được khắc phục bởi chất hấp phụ độc tố. Nhưng xin lỗi, nhưng ở đây cái hiệu quả hay không nó lại tùy thuộc vào điều kiện của từng loại thức ăn. Tại vì trong thức ăn cái matrix nó gồm rất là nhiều thứ cho nên khả năng ly giải ra, khả năng tác hợp như thế nào hay phân tích phân giải ra như thế nào nó lại phụ thuộc vào rất là nhiều trong cái thành phần của thức ăn trong đó, và cái chất hấp phụ độc tố cũng bị tác động bởi bởi những yếu tố đó. Và cái khả năng, tại vì mình nói chẳng hạn như là độc tố nó khoáng xét có rất nhiều loại khoáng xét khác nhau và khả năng hấp phụ cũng rất khác nhau. Cho nên nếu mình chỉ nói ở chung chung là khoáng xét thì vậy mình không đoán được cái nào, mình nghĩ khoáng xét nào cũng khả năng hấp phụ nhau, không có phải như vậy. Và thật bản thân của cái yeast, tức là cái chất hấp phụ gọi từ cái thành vách tế bào nấm men cũng vậy, nó thường là nó hấp phụ rất là tốt cái Zealandon, nhưng do cái thành phần, cái kỹ thuật chiết xuất, cái source là cái nguồn của cái nấm men đó và cái kỹ thuật chiết xuất đó cũng khác nhau, của mỗi công ty khác nhau thì khả năng hấp phụ cũng sẽ khác nhau. Chính vì vậy mà đôi khi bạn sử dụng trong đó cái chất hấp phụ trong đó, thứ nhất là cái liều có hợp lý hay không, thứ hai là cái hấp phụ độc tố do cái chất ẩn mặt đó mình không xác định rõ nó là cái gì, có thể nó gắn kết được với những cái conjugate rất là lớn, thì có thể là protein, có thể là axit béo, có thể là glucose, có thể là glutathione, có thể là những cái gì đó mình không biết được. Cho nên tùy thuộc vào cái liên kết đó mà cái chất hấp phụ độc tố đó có khả năng hấp thụ được hay không, đó một câu hỏi mà hiện tại chưa có trả lời được. Thậm chí những cái nhà lập ra các quy chuẩn chẳng hạn như FDA hay là những cái EFSA của bên châu Âu, FDA của Mỹ đều rất là muốn đưa ra một cái quy chuẩn về độc tố nấm ẩn mặt mà hiện nay vẫn chưa làm được. Là tại vì cái tính đa dạng của độc tố nấm ẩn mặt, do cái conjugate đó nó quá đa dạng, kích cỡ khác nhau, tính chất vật lý học khác nhau, cho nên nó sẽ có những cái phản ứng khác nhau. Chính vì vậy mà cái chất hấp phụ độc tố khi đưa vô, nếu có những cái khả năng mà lý tách rời gọi là hydrolyze, gọi là ly giải của cái chất hấp phụ độc tố nấm ở mặt đó nhiều, thì
chất hấp thụ được tốt sẽ tác động được, sẽ hấp thụ được tốt hơn. Còn nếu như cái khả năng ly giải đó thấp thì tất nhiên cái chất hấp thụ độc tố đó phải tùy thuộc vào cái bản chất của cái chất của cái độc tố nó mất ở mặt nó như thế nào mà nó có khả năng hấp thụ được nhiều hay ít. Thì cái câu trả lời là như vậy. Ngoài sử dụng chất hấp thụ độc tố nấm mốc, có những phương pháp nào giúp hạn chế ảnh hưởng của độc tố nấm mốc lên trên năng suất của vật nuôi? Nếu mà nói về cái phương pháp thì có rất là nhiều phương pháp, mà mình tóm lại đây là gồm có 3 cái phương pháp chính. Phương pháp thứ nhất là phương pháp vật lý, thì thường sử dụng nhiều trong nguyên liệu thô, là có thể dùng ánh sáng, dùng tia cực tím hay dùng sàng lọc này kia để loại bớt những cái nào mà mình thấy rõ là những cái nguyên liệu thô đó có khả năng chứa nhiều độc tố nấm mốc, mình loại bỏ bớt, thì như là phương pháp vật lý, hoặc là sử dụng phương pháp hóa học. Trong cái nước có thể là gọi là vật lý cũng được, là hóa học cũng được, có thể rửa, tại vì đa phần độc tố nấm mốc có khả năng hòa tan trong nước. Chẳng hạn như DON hay fumigation thì rất là cao, nhưng mà đối với oxygen thì khá thấp, và xenon cũng khá thấp, ví dụ vậy. Nhưng mà ý nói nước cũng như khả năng rửa được, hoặc là họ có thể sử dụng một số hóa chất để mà làm giảm cái hàm lượng độc tố nấm mốc trong đó, chẳng hạn như cái chẳng hạn như ammonia, có thể là cái bisulfate, có thể là ozon, ví dụ vậy. Nhưng một số nước thì lại có cho sử dụng, một số nước là cấm. Nhưng cái yếu tố ở đây quan trọng là thậm chí mình sử dụng nước là một chất là không độc đi, nhưng dùng nước để rửa độc tố nấm mốc, dùng nước có thể làm giảm được hàm lượng độc tố nấm mốc trong nguyên liệu thô, nhưng mình lại xảy ra phải làm một bước tiếp theo là phải sấy khô của nguyên liệu thô đó lại. Tại vì nếu mà nếu mình không sấy khô thì hàm lượng cái độ ẩm cao hơn 13-14% thì lại là phương gọi là cái điều kiện để phát triển tốt cho nấm mốc, và sau đó là có khả năng sản xuất ra độc tố nấm mốc. Thì như vậy đôi khi mình giảm được độc tố nấm mốc rồi, nhưng mà cái yếu tố để mình làm sấy khô lại để đảm bảo vậy đó thì khả năng kinh tế không có. Tại vì các thí nghiệm mình nói ra này có hiệu quả, nhưng là thường nằm trong phòng thí nghiệm, xảy ra mình làm được 100g, 200g hoặc 1 kg thôi. Trong thực tế bạn có tấn, hàng tấn, hàng chục tấn nguyên liệu thô thì làm sao mình xử lý bằng cái phương pháp đó được. Tại vì muốn sấy khô những một khối lượng lớn vậy rất là khó. Thậm chí có một số cái chất mình sử dụng để mà làm giảm hàm lượng độc tố nấm mốc, nhưng sau đó mình phải tẩy rửa nó ra. Tại vì đôi khi cái dư lượng của nó lại là một vấn đề tới sức khỏe của vật nuôi. Thì như vậy đôi khi mình giảm được hàm lượng độc tố nấm mốc lại sản sinh ra một vấn đề khác là tồn dư của cái chất mình sử dụng. Thì như vậy là đó là vật lý và hóa học. Còn về vi sinh vật thì có thể dùng men, cũng có thể là dùng một số vi sinh vật là như vi khuẩn hay virus hay thậm chí cả nấm mốc. Tại vì mình cũng có những một số thí nghiệm để mà chỉ rõ ra là men có thể làm phân giải cái làm giảm độc tố nấm mốc. Thì vi khuẩn thì nó cũng tác động qua đường men, nấm mốc hay là nấm men sống đều qua con đường là sản sinh ra men, rồi men mới tác động lên độc tố nấm mốc, mới để mà để phân giải độc tố nấm mốc. Nhưng các nhà khoa học đã chỉ ra nhiều cái thí nghiệm nó đối lập với nhau. Một số nhà khoa học thì chỉ ra cái chất chuyển hóa đó đôi khi lại nhược độc, tức là ít độc hơn cái chất ban đầu, nhưng đôi khi lại độc hơn. Chẳng hạn như xylanol, nó chuyển hóa thành cái alpha xylanol, cái này lại là từ 4 cho đến 10 lần độc hơn ở cái chất ban đầu là xylanol, ví dụ vậy. Còn như chẳng hạn như fumonisin B1 chuyển hóa thành một chất gọi là hydrolyzed fumonisin B1, nghĩa là cái chất fumonisin B1 bị trị phân, thì chất này thường gọi là chất ít độc hơn. Một số nhà khoa học chỉ ra ở chất này là chất nhược độc, một số nhà khoa học chỉ ra chất này là chất không độc. Nhưng tóm lại thì mình vẫn có cái nhà khoa học chỉ ra chất nhược độc, có nghĩa là ít độc hơn nhưng vẫn còn độc. Nhưng cái quan trọng ở đây là một số nhà khoa học chỉ ra là con thú lại có khả năng hấp thụ cái chất nhược độc đó cao hơn cái fumonisin B1 ban đầu. Chính vì vậy cái nguy cơ mà con thú bị ngộ độc lại cao hơn ban đầu là tại vì cái chất chuyển hóa nó con thú hấp thu nhiều hơn, mà chỉ ít độc hơn nhưng hấp thu nhiều hơn, cho nên con thú lại khả năng bị ngộ độc. Tương tự là cái T2 toxin. T2 toxin thì rất là độc, nhưng mà khi chuyển hóa thành cái T2 glycoside thì ít độc hơn. Nhưng một thí nghiệm mới đây 2017-18 của Đại học Gen là chỉ ra rõ là cái T2 glycoside đó con thú lại hấp thu cao gấp 5 lần so với cái T2 thông thường. Thì chính vậy quý anh chị có thể thấy rõ là cái chất chuyển hóa đôi khi ít độc hơn nhưng con thú lại hấp thu nhiều hơn. Đó mới là vấn đề khi sử dụng cái phương pháp gọi là sinh học. Thì sinh học gồm có vi sinh, gồm có vi khuẩn, gồm có nấm men tươi, gồm có nấm mốc và các men được sản sinh từ những cái đó. Chính vì vậy mà sử dụng men là một phương pháp hay, nhưng mà cần phải lưu ý vấn đề đó. Cái chất chuyển hóa là một vấn đề ít độc hay không độc, và con thú hấp thu chất đó nhiều hay ít nữa. Cái thứ hai nữa là men lại có chất tính chuyên biệt,
cho nên là nó chỉ tác động lên được một loại độc tố nấm mốc thôi. Cho nên nếu sử dụng như vậy thì đòi hỏi mình đa nhiễm thì mình sử dụng rất là nhiều loại khác nhau. Thì đó là một phương pháp nghe hay, nhưng mà đòi hỏi phải có nhiều vấn đề mình cần phải xử lý, và thứ hai nữa là cái giá cả cũng khá cao. Tại vì thường là cái chi phí cho R&D rất là cao. Cái câu hỏi kế chờ để câu cuối cùng, xin lỗi, còn thiếu phương pháp nữa. Phương pháp cuối cùng là phương pháp hấp phu mà phổ biến hiện nay trên thị trường, đó là cái chất hấp phu độc tố mà có thể là từ khoáng sét, có thể là từ thành vách tế bào nấm men, cũng có thể thì nhiều chất bổ trợ khác nhau. Thì đó là câu trả lời của mình. Đây là phương pháp này là phương pháp phổ biến, dễ sử dụng, hiệu quả cao và giá thành cũng tương đối hợp lý. Thì đó là phương pháp, thì mình nói tất cả có 4 phương pháp để cho quý anh chị có thể hiểu rõ từng phương pháp ưu và nhược điểm. Ở đây mình không nói đề cao cái nào, nhưng mình chỉ phân tích rõ ưu và nhược điểm để quý anh chị có thể nắm rõ từng phương pháp. Nhưng xin nhắc lại là khi sử dụng một cái phương pháp thì cần chú ý đến cái sức khỏe của con thú, không phải do độc tố nấm mốc tác động lên, mà thường đây chú ý là con thú phải được tăng cường chức năng gan và hệ miễn dịch, tại vì không một sản phẩm nào trên thị trường có thể hấp thu hoàn toàn hoặc xử lý hoàn toàn 100% độc tố nấm mốc có trong thức ăn. Chính vì vậy mà con thú sẽ được hấp thu một phần và nó phải xử lý, và nó cần phải được bảo vệ chức năng gan, cần phải được tăng cường cái hệ miễn dịch, tại vì độc tố nấm mốc tác động trực tiếp lên trên cái trên đường nó đi từ bao tử hay dạ dày xuống ruột non rồi thải ra ngoài, rồi thành tế bào ruột biểu mô ruột, rồi gan là nó chuyển hóa, thận và cái nơi đầu tiên nó cũng tiếp xúc lên chủ yếu trên đường ruột nữa, nó là cái hàng rào miễn dịch, tức là tại vì 70% hệ miễn dịch nằm trên đường ruột. Chính vì vậy mà nó giới hạn aflatoxin tác động rất là mạnh lên cái làm giảm suy giảm miễn dịch và các độc tố khác chẳng như don cũng có thể tầm gì thấm độc tố nói chung là tác động lên trên hệ miễn dịch. Mà có một cái case study ở bên Indo mà tác động lên trên cái gà, chất lượng trứng gà sau khi đã tiêm vaccine, mà mình sẽ có thể nói rõ về sau ở một phần khác. Làm sao biết được của bạn Lương Quốc Huy, làm sao biết được ngay tại chuồng nuôi của khách hàng có một dụng cụ nào hay một bộ test nào nhanh mà có thể cho khách hàng thấy ngay, và mình có thể dùng cái gì để xử lý ngay trong 3 đến 5 ngày là có thể chứng minh được cho người nuôi khi lỡ nhiễm trên vật nuôi của khách hàng. Cái này thì mình có phương pháp gọi là test nhanh bằng cái que thử, nhưng mình cũng nói rõ với bạn là que thử thì chỉ thử được nguyên liệu thô, không thử được trên thành phẩm. Cho nên nếu câu hỏi của bạn lại là ở trên chuồng nuôi của khách hàng lại là thành phẩm, cho nên cái phương pháp này lại không hữu dụng. Thường thì cái mẫu này phải được gửi đến cái một phòng lab mà có sử dụng phương pháp có thể phân tích được cái thành phẩm. Thì ở đây có rất nhiều phòng lab, thì tùy theo nếu như bạn có nhu cầu, bạn có thể liên hệ với bạn Minh, thì bạn Minh sẽ có thể giúp đỡ bạn giống như thế này để trả kết quả trong khoảng 1-2 ngày. Thì như vậy, thì nếu mà gấp quá có thể liên lạc, nếu mà gần sẽ liên lạc phòng lab gần nhất để liên hệ cho bạn để trả kết quả nhanh nhất để bạn có thể đưa cho bạn hướng xử lý. Còn nếu mà bạn hỏi mà để liền tại trại mà làm bằng thức ăn gọi là thành phẩm thì rất là khó, tại vì cái test nhanh không sử dụng được cho thành phẩm. Thì cái này thì bạn có thể, mình sẽ trả lời cho bạn rõ hơn ha. Nếu bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua email, qua điện thoại hoặc là bạn Minh, thì mình sẽ trả lời bạn cho cái câu hỏi này. Tại đây mình xin phép được ngưng câu hỏi của bạn ở đây. Từ bạn Đào Nguyễn, nếu test hàm lượng xenon và aflatoxin hoặc những độc tố có khả năng cộng hưởng ở mức cho phép, nhưng tác động cộng hưởng thì có gây tác hại không? Nếu có, khuyến cáo hàm lượng độc tố bao nhiêu cần quan tâm khi có cộng hưởng? Cái câu hỏi của bạn thì cũng khá hay. Tại vì hàm lượng xenon và aflatoxin, thì aflatoxin thường trên heo mình cũng không có quan tâm nhiều, tại vì thật sự mà nói thì nó heo ít nhạy cảm hơn. Nhưng ở đây là quan tâm nhiều là đến xenon, tại vì nó có cả yếu tố ẩn mặt trong đó. Cái thứ hai là cái tính tương tác. Giống như nãy xenon có tính tương tác với fumonisin, tương tác với cả don, ví dụ vậy, mà ở đây lại có cả tính ẩn mặt, mà don cũng có tính ẩn mặt và fumonisin cũng có tính ẩn mặt. Cái quan trọng ở đây là cái tính tương tác giữa các loại độc tố nấm mốc với nhau và cả giữa các yếu tố ẩn mặt với nhau nữa, mà yếu tố ẩn mặt mình không kiểm soát được, đó mới là một yếu tố mà mình cần phải lưu tâm. Chính như vậy mà tác động cộng hưởng này, đôi khi bạn thấy bạn nói là hàm lượng thấp, chẳng hạn như một số nhà hàng nãy mình có đưa tờ báo cho các bạn thấy, cho quý anh chị thấy là thể hiện rõ là tính tương tác mà hàm lượng rất là thấp của fumonisin và B1,
là có tính tương tác với nhau. Và ở đây mình nói rõ hơn là đôi khi có cả yếu tố ẩn mặt trong đó nữa, thì như vậy mình rất là khó kiểm soát. Tại cái mà bạn thấy rõ là cái yếu tố đó là thấp, nhưng đôi khi nó không thấp tại vì bạn chưa thấy được cái ẩn mặt của cái yếu tố đó. Chẳng hạn gelatin ẩn mặt, có thể là oxalacin ẩn mặt, có thể là fumarisin ẩn mặt, có thể là don ẩn mặt. Thì như vậy cái tính tương tác này mình chỉ thấy rõ là tương tác giữa các thể tự do với nhau, còn cái yếu tố ẩn mặt này mình chưa thấy được, mình chưa biết được. Đó mới là cái điều yếu tố quan trọng mà mình cần phải biết. Chính vì vậy mà người ta thường nói, ông bà thường nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vì vậy mà mình cần phải phòng nhiều hơn là đợi xảy ra rồi mới tính. Vì vậy mà khi bạn kiểm tra là thấy có độc tố nấm mốc ở trong nguyên liệu thô hoặc là thành phẩm, thì bạn phải nghĩ ngay đến phương pháp để xử lý, mặc dù là ở hàm lượng thấp hay cao. Kế đến là của bạn Huyền. Em thấy đàn heo con theo mẹ và heo sau cai sữa 1-2 tuần có biểu hiện sưng hoa. Sưng hoa, câu này cái từ này hay, với tỷ lệ khoảng 20-40%. Tuy nhiên mẫu cám heo nái mang thai, nuôi con và cám tập ăn đều thấy aflatoxin B1 nhỏ hơn 0.4. Bạn đưa ở đây 0.4 là 0.4 của BBM hay sao bạn? Nhưng có hiện tượng của don và fumonisin nhưng hàm lượng đều thấp hơn so với tiêu chuẩn. Liệu việc sưng heo sưng hoa có phải do độc tố nấm mốc hay không? Ở đây thì mình cũng hay nói với bạn là cái sưng hoa ở đây thường do gelatin nhiều hơn. Aflatoxin thì có thể gây sảy thai này nọ, cũng có thể gây ra hiện tượng đó nhưng mà rất là ít. Nhưng cái con số bạn đưa ra mình không biết, đó là đây chắc là BBM đúng không? Tức là khoảng 400 BBB. Còn nếu mà 0.4 BBB thì rất là nhỏ rồi. Nhưng có hiện diện của don và fumonisin thì ở đây là điều thấp hơn tiêu chuẩn, nhưng bạn nên nhớ là thấp hơn tiêu chuẩn nhưng không có nghĩa là an toàn, tại vì nó có tính tương tác tương hỗ với nhau. Và thậm chí là mình cũng có nói là về yếu tố ẩn mặt ở đây, và ở đây bạn chưa có kiểm tra gelatin cho nên mình cũng không biết được là cái yếu tố đó như thế nào. Tại vì thông thường nói với sưng hoa thì mình nghi và thiên về gelatin nhiều hơn là aflatoxin B1 hay là don fumonisin. Tại vì aflatoxin B1 thường tác động chủ yếu là mình lên gan hay là hệ miễn dịch, nó làm giảm cái khả năng miễn dịch, và cái don fumonisin B1 này làm giảm khả năng, làm giảm cái lượng thức ăn vô, làm giảm sức sinh trưởng, tại vì nó làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, làm giảm cái tính nguyên dạng, làm tăng khả năng mẫn cảm đối với vi sinh vật bất lợi và gây bệnh. Thì như vậy nó tác động chủ yếu là đến sức khỏe và sức sinh trưởng, còn cái sinh sản ở đây là chủ yếu là gelatin và nhiều, nhưng ở đây bạn chưa đề cập, cho nên mình khuyên nếu có thể bạn có thể phân tích gelatin để coi hơn. Và cũng nên chú ý là mình đã nhắc lại đây là có cả dạng ẩn mặt, cho nên bạn cũng phải lưu tâm. Còn nếu mà không phải, nếu mà hàm lượng thấp thì còn kiên nhẫn hai yếu tố thế để dọn mặt, nhưng bạn cũng có thể kiểm tra lại coi, tại vì giữa gelatin và don và có fumonisin một có yếu tố tương tác trong đó nữa. Ở đây chưa thấy bạn nói về gelatin. Của bạn Huyền. Sản phẩm hấp thụ độc tố nấm mốc không có khả năng hấp thụ ngay khi trộn trong mẫu cám mà phải khi vào thời gian bắt đầu hấp thụ độc tố nấm mốc ở trong thức ăn phải không hả? Đúng rồi em, tại vì cái ở đây mình nói rõ là thứ nhất là thành phần chính của các sản phẩm trên thị trường thì thông thường chứa, ngay cả hấp thụ đa độc tố đi nữa thì vẫn là chứa thành phần lớn là chủ yếu là khoáng sét. Thì đối với khoáng sét thông thường hay sử dụng là cái bentonite hay là morionite hay là cái HCS. Thì những cái đó thông thường, chẳng hạn như bentonite nói chung hay là morionite nói chung như vậy, nó là thuộc cái dạng gọi là ferrosilicate hay là smectite. Còn HCS cũng là một dạng biến thể từ những thành phần đó. Nó có đặc tính là không trương nở nếu không có hiện diện của chất lỏng, và đặc biệt là nước. Cho nên khi trộn vào thức ăn mà không có hiện diện của chất lỏng thì nó sẽ không xảy ra hiện tượng hấp thụ, tại vì nó không, cái khoảng cách giữa hai lớp concept rất là nhỏ. Lúc đó nó không hấp thu luôn cả aflatoxin, tại vì cực kỳ nhỏ, phải có sự hiện diện của chất lỏng hoặc là nước thì nó mới trương nở ra, tăng khoảng cách giữa hai lớp khoáng sét, thì lúc đó nó mới hấp thu được độc tố. Và ở trong một số yếu tố khác nữa là yếu tố môi trường, có thể độ pH hay gì đó thì nó mới thể hiện được khả năng hấp thụ được. Thì như vậy là khi con thú ăn vào rồi thì bắt đầu có tính tương tác, và thậm chí độc tố nó mốc khi nó có thể là nằm ở lớp ngoài của cái hạt bắp, hạt lúa mì hay gì gì đó, nhưng đôi khi khi vào trong thức ăn, men tiêu hóa làm phân giải được cái hạt hạt bắp đó, hạt lúa mì đó hay gì gì đó, phân giải ra nhiều, và sau đó nó
độc tố nó móc từ ở trong đó mới được giải phóng ra thêm một phần nữa, thì như vậy nó mới bắt đầu có tính tương tác nhiều hơn. Tại vì mặc dù mình có làm thí nghiệm thấy rõ là cái hạt càng mình xây ra càng nhỏ thì khả năng chiết xuất độc tố nó móc được càng cao. Tại vì nếu mình hạt to quá, mình chỉ lấy chiết xuất được phần độc tố nó móc ở bên ngoài thôi, mình chưa lấy được cái phần bên trong. Mặc dù bên trong không nhiều bằng bên ngoài nhưng mà nó vẫn có. Đó là cái yếu tố mình cần lưu ý. Tiếp tục của bạn Huyền là heo con theo mẹ và cai sữa bị sưng hoa với tỷ lệ 4% chuồng nhưng kiểm tra mẫu cám bây giờ bạn thêm là aflatoxin B1 và gelatin đều thấp, nhỏ hơn 0.4 BBB, gelatin nhỏ hơn 16 BBB, chỉ phát hiện don và fimonisin. Vậy là sưng hoa có thể do độc tố nấm mốc hay không? Thì ở đây mình xin trả lời với bạn là để mà trả lời rõ, nếu mà chỉ có độc tố nấm mốc tự do hay không, nếu chỉ có độc tố nấm mốc tự do là như gelatin đi mà dưới 16 BB mình trả lời là có thể không phải là do độc tố nấm mốc. Nhưng ở đây lại mình có yếu tố là ẩn mặt nữa thì mình có khả năng mình xin trả lời không phải là nó nứt đôi nhưng mà vì yếu tố ẩn mặt. Nhưng mà nếu mà có yếu tố ẩn mặt gấp đôi là khoảng 100% thì nó dẫn lên khoảng 30 mấy thì khả năng do độc tố cũng không phải là cao lắm. Thì có thể là bạn cũng cần phải nhờ bên các nhà gọi là thú y để kiểm tra thêm. Hoặc là bạn phải gửi mẫu đi một cái xác định lại là kiểm tra chéo. Tại vì cái phương pháp lấy mẫu rất là quan trọng, rồi phương pháp kiểm tra, phân tích cũng rất là quan trọng. Mình xin nói với bạn một cách ngắn gọn như thế này. Cái lấy mẫu là cái quan trọng nhất. Vì cho dù cái phương pháp phân tích mình sử dụng là cái LC-MS-MS là phương pháp rất là hiện đại, rất là mắc tiền, nhưng bạn lấy mẫu sai, cái mẫu đó không đại diện được cho cái lô thức ăn đó, thì kết quả thể hiện ra vẫn không phản ánh được là cái lô thức ăn của bạn đang có chứa cái đó. Ví dụ như bạn lấy ở cái góc này thể hiện ra gelatin là 16 BB nhưng biết đâu một khác nó có thể là 100, có thể là 200. Hiện tượng sẽ đó xảy ra rất là nhiều trong thực tế tại vì phương pháp lấy mẫu sai và cái cách lấy mẫu không đúng thì vậy cái mẫu không đại diện được. Cái thứ hai là cái phương pháp phân tích. Tất nhiên nếu bạn sử dụng được phương pháp gelatin phân tích bằng SPC hay LC-MS thì sẽ chuẩn xác hơn là bằng cái phương pháp ELISA, ví dụ vậy, mình cũng nói vậy. Nhưng cái mình nhấn mạnh ở đây là lấy mẫu rất là quan trọng. Cho nên nếu bạn cần tham khảo thêm phương pháp lấy mẫu hay là được tập huấn phương pháp lấy mẫu và phân tích thì bạn cũng có thể liên hệ với mình qua cái thông tin liên lạc trên màn hình hoặc là qua cho bạn Minh thì mình cũng rất là sẵn lòng để hỗ trợ bạn về vấn đề này. Tại vì ở đây nó có yếu tố, mình nghĩ là yếu tố phân tích và lấy mẫu nhiều. Của bạn Trúc, Lưu Thị Thu Trúc có thể vậy. Mẫu mổ khảo sát chẩn đoán lâm sàng trên vật nuôi có biểu hiện nhiễm aflatoxin nhưng gửi mẫu thì kết quả không phải, anh cho em hỏi có những nguyên nhân nào, cảm ơn anh. Ở đây là trên heo em, tại vì thường trên heo thì bạn cũng không nói rõ là mẫu gì luôn nữa. Tại vì nếu mình nói chung chung mình trả lời chung chung luôn, thì tại vì nếu mà mẫu khảo sát của bạn mà lâm sàng trên vật nuôi có biểu hiện nhiễm lâm sàng thì nhiễm aflatoxin, thường aflatoxin thì tác động chủ yếu là trên cái trên thận là nhiều, hoặc là các độc cái tế bào thì thường hay là ảnh hưởng là các cái tiểu cầu thận, mà cái đó phải làm mẫu mô thì mới phải xác định rõ được. Còn nếu như bạn nói mà nhiễm aflatoxin mà trên heo mà các yếu tố khác thì thường rất là không, bạn không có nhận định được đó là cái gì đâu, mình nói thật lòng luôn. Cho nên nếu mà nói chuyện nó lâm sàng trên vật nuôi bị nhiễm aflatoxin thì cái này mình cũng hơi ngạc nhiên, tại vì nếu mà thông thường mà có thể nói là do T2 hay do gì đó hoặc là do aflatoxin thì lâm sàng có thể thấy rõ hơn, còn nếu aflatoxin rất là khó thấy mà ở lâm sàng thì bạn hỏi, có thể bạn liên lạc cho mình hỏi rõ hơn câu hỏi, chứ hỏi như thế này thì mình cũng không biết trả lời như thế nào, quá chung chung. Và cái câu hỏi như thế này mình lại nhận thấy rõ là đối với riêng độc tố aflatoxin lại là một vấn đề nó hơi khác đối với trên heo, cho nên câu hỏi này mình không biết là mẫu gì, chẩn đoán lâm sàng thấy cái gì. Tại thông thường rất là khó thấy cái lâm sàng của aflatoxin trên heo. Trên mẫu da cầm, trên thận anh. À, khó luôn. Ở đây mình đang nói trên heo thì hỏi trên da cầm. À, nhưng mà ở đây mẫu da cầm trên thận, nhưng mà bạn làm trên làm trên cái tiêu bản như thế này, câu kính hiển vi hay như thế nào? Tại vì mình có nói là hồi nãy kết quả có biểu hiện nhưng gửi mẫu thì kết quả không phải.
mình cũng nhắc lại với bạn một phần, không phải mình cố ý lúc nào của nó cũng giờ của nó mốc, thì có thể mình có nó, có thể là do độc tố ẩn mặt, cũng có thể là do một nhiều yếu tố khác. Tại vì thận thận thì nó lại tác động bởi nhiều yếu tố mà có thể liên quan tới dinh dưỡng, cũng có thể cái đó thì bạn có thể có thể hỏi hỗ trợ hỏi một cái nhà bên dinh dưỡng về câu lạc bộ phần của mình như thế nào, có tác động thế nào về hàm lượng muối hay gì gì đó, có nhiều yếu tố. Tại vì thận này thì nó không phải chỉ một mình ochratoxin, tại vì bạn gửi mẫu nếu mà kết quả đưa ra kết quả bạn thấy nếu mà có hai yếu tố, có thể là do ẩn mặt nhưng cũng có thể là do một yếu tố khác không phải do độc tố nấm mốc, chứ không phải lúc nào mình xác định rõ là do độc tố nấm mốc. Ví dụ là mình nói là với bạn trên gà nếu mà bị mề mà bị gọi là gì bị tương tổn thì không phải lúc nào cũng là do T2 toxin hết, có thể là do bạn sử dụng cái hàm lượng đồng sulfat quá cao, cũng có thể là mình do bị viêm nhiễm do các adenovirus hay là gì gì đó, cũng có thể là do sử dụng thức ăn có nhiều, một số nước sử dụng chẳng hạn như Philippines hay như một số nước nào đó sử dụng cái bột cá cũng nhiều, thì có nhiều cái histidine nó chuyển hóa thành một chất khác, nó kích thích cái mề, nó chuyển sản xuất ra nhiều cái HCL hơn, làm cho nó dễ bị tổn thương hơn, ví dụ vậy. Tức là đó rất là nhiều yếu tố, thì ở đây đối với thận thì không phải chỉ do độc tố nó mất không. Và câu hỏi cuối cùng của bạn Yến Đỗ là theo kinh nghiệm của anh thì sản phẩm hấp phụ độc tố nào trên thị trường hiệu quả? À, câu hỏi này thì khá tế nhị, tại giờ buổi hôm nay thì mình trình bày chủ yếu là về quan điểm khoa học là chính. Tại vì cái mục đích của cái chuỗi webinar lần này á, cái webinar lần này là không phải là để giới thiệu sản phẩm hay gì hết, mà chỉ để truyền đạt lại những cái cập nhật mới nhất về kiến thức về khoa học cho các quý anh chị. Cho nên đó những câu hỏi nào mà liên quan đến cái sản phẩm hay gì nhiều quá thì mình sẽ trả lời chung chung, rồi sau đó nếu bạn cần tìm hiểu chi tiết hơn thì có thể liên lạc riêng. Tại vì mình không muốn giới thiệu một cái sản phẩm cụ thể nào ở trên đây, như vậy thì nó sẽ không hay. Thì quan điểm ở đây là mình đang nói về khoa học và tất cả thì mình đều nói ưu và nhược điểm, chứ mình không có xác định rõ một sản phẩm nào là thật là tốt hay gì đó. Thì tốt hay xấu nó còn phải nói nhiều rõ hơn. Thì ở đây theo kinh nghiệm sản phẩm thuốc nào trên thị trường hiệu quả, mình xin trả lời chung. Hiệu quả ở đây là thứ nhất là có đa độc tố, tức là nó có khả năng hấp thụ được nhiều độc tố cả aflatoxin, xenon, don hay fumarizin hay gì đó. Thứ hai là nó có khả năng tăng cường được chức năng gan và hệ miễn dịch của con thú. Tại vì con thú chắc chắn sẽ bị hấp thu một phần nhỏ độc tố nấm mốc, dù cho sản phẩm của bạn sử dụng là có tốt cách nào đi nữa, nó vẫn không thể hấp thu 100%. Cho nên con thú cần phải được tăng cường chức năng gan và tăng cường cái khả năng hệ miễn dịch. Và thông thường hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm có chứa cái, có một số sản phẩm có chứa cái sản phẩm cái chức năng tăng cường chức năng gan, chẳng hạn như Silymarin, đó một sản phẩm rất là tốt mà ngay cả con người cũng thường sử dụng để tăng cường chức năng gan. Thì như vậy đó là sản phẩm giúp tăng cường chức năng gan nếu có chứa Silymarin, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch thì có thể có nhiều thành phần khác nhau, có thể là beta glucan, nói chung là cái thành những cái vách tế bào nấm men thì có hai yếu tố khả năng hấp thụ cả độc tố nấm mốc, và thì theo cấu trúc thì theo cái thành phần nó có thể kích thích luôn cả hệ miễn dịch. Cho nên còn việc khoáng xét cũng vậy, khoáng xét có khả năng hấp thụ độc tố, cái thành vách tế bào nấm men cũng có khả năng hấp thụ độc tố tốt, nhưng mà để đánh giá sản phẩm nào tốt thì phải dựa trên những cái thí nghiệm thực tế là in vivo, tức là trên con thú nhiều hơn. Với lại thứ hai nữa là mình chỉ nói gì độc tố nấm mốc nhưng mình quên một điều là thường có kèm luôn cả vi sinh vật bất lợi như vi khuẩn, cho nên cái nội độc tiết tố cũng rất là quan trọng, nội độc tố cũng rất là quan trọng. Cho nên nếu một một sản phẩm nào mà có khả năng hấp thụ nội có khả năng hấp thụ cái nội độc tố tốt thì đó cũng là một sản phẩm tốt. Đánh giá qua các yếu tiêu chí như vậy thì em sẽ biết rõ được có sản phẩm tốt hay không, tại vì không chỉ hấp thụ cả độc tố mà nội độc tố nấm mốc mà cả nội độc tố do nội độc tố của vi khuẩn, có khả năng tăng cường chức năng gan và kích thích hệ miễn dịch, thì đó là một sản phẩm tốt. Thì em có thể liên hệ với anh Minh Châu, hoặc là nếu anh Minh Châu có bổ sung thêm phần diễn đề gì thì Minh Châu sẽ trả lời, tại vì phần anh thì ngày hôm nay anh chỉ trình bày về quan điểm khoa học thôi. Cảm ơn em. Thì có thể Minh Châu nếu có phần nào góp ý thêm thì có thể bổ sung. Cảm ơn tiến sĩ Trần Sĩ Trung rất nhiều trong phần hỏi và đáp. Và còn rất là nhiều những một số những câu hỏi mà tiến sĩ Trung đã không có thời gian kịp để trả lời thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị qua email hoặc là
email trả lời cho quý vị sau buổi hội thảo này. Và thời gian cũng đã hết, thì trong quá trình mà anh Trung sẽ chọn lựa ra những câu hỏi để công ty W trao quà, thì xin mời anh Trung đưa phần đánh giá về buổi hội thảo, thì xin quý vị cho ý kiến để góp ý cho chúng tôi sau này thực hiện những cái buổi webinar được tốt hơn. Xin mời anh Trung đưa lên ạ. Và trong lúc quý vị đánh giá thì tôi cũng có một câu trả lời cho bạn Lương Quốc Quý hỏi là mình đợi anh mở cái đó cho mọi người trả lời thì hay là bắt đầu nha. Anh mở đi ạ. Anh mở đi. Rồi xin xin quý anh chị cho khoảng 3 phút này để đánh giá, đừng cho làm một cái webinar lần sau được tốt hơn nữa, chúng ta sẽ tổ chức thêm. Rồi bây giờ là quý anh chị xin vui lòng ra trả lời cái phần này rất nhanh thôi, 3 phút thôi, xin quý anh chị giúp đỡ trả lời các câu hỏi hiện trên màn hình. Rồi mời Minh. Trong thời gian này thì xin mời tiến sĩ Trung chọn ra những câu hỏi để công ty trao quà. Trong lúc quý vị đánh giá thì mình có một câu hỏi của bạn Quý hỏi về lợi ích của việc khi sử dụng sản phẩm và không sử dụng sản phẩm trên một đời nái 6 đến 8 lứa. Thì rất là nhiều những nghiên cứu về việc sử dụng chất hấp phụ độc tố và không sử dụng chất hấp phụ độc tố. Thì ở đây mình đưa ra một những cái chung, đó là việc sử dụng chất hấp phụ độc tố sẽ giúp cải thiện được trên cái năng suất của con heo nái. Đó là thứ nhất, tăng 2 con heo con trên một con heo nái trên một năm, và trọng lượng của heo cai sữa được cải thiện là 500 gram trên một con heo cai sữa. Thì đây là việc sử dụng độc tố, chất hấp phụ độc tố so với lại việc không sử dụng chất hấp phụ độc tố ở trong thức ăn chăn nuôi. Còn khoảng một phút rưỡi nữa, mong quý anh chị giúp đỡ là nán lại khoảng một phút rưỡi nữa để đánh giá dùm cái phần câu hỏi. Xin quý vị cứ click vào trong những phần trả lời. Mình có 4 câu hỏi và quý vị có thể chọn những câu trả lời phía bên dưới bằng cách click vào những cái ô trống tương ứng với các câu trả lời. Và đồng thời anh Sĩ Trung đã chọn được 3 vị khách mà có những câu hỏi rất là hay, rất là hấp dẫn để công ty trao quà chưa ạ? Xin anh Sĩ Trung sau sau 3 phút mình sẽ công bố trực tiếp trên Zoom luôn ạ. Rồi thì sau 3 phút khi mà đóng cái phần trả lời câu hỏi của khách thì mình sẽ công bố 3 khách hàng sẽ nhận được phần quà từ công ty. Đây là một cái gọi là cảm ơn những câu hỏi của, thật ra thì các câu hỏi đều được xứng đáng để được mà nhận phần quà hết. Tại vì quý anh chị quan tâm, đó là một cái điều khích lệ lớn cho cái buổi webinar ngày hôm nay rồi. Cho nên ở đây thì cũng rất là khó để chọn ra bạn nào hay là quý anh chị nào có để được quà. Tại câu hỏi nào nó cũng có một ý nghĩa riêng của nó. Thì ở đây mình xin phép thì chọn ra thì ba bạn, nhưng cũng có thể là có thể mình thấy nếu mà có thêm 4 bạn câu hỏi hay, có thể 4 bạn hoặc 5 bạn cũng được. Chỉ còn khoảng 15 giây nữa thì mình sẽ đóng cái phần này và mình sẽ chọn ra. Xin quý anh chị vui lòng nán chút xíu trả lời về giúp. Xin anh Trung chọn giúp em 4 bạn ạ. Không, để anh đóng cái đi, còn 2 giây nữa rồi. Rồi mình xin phép đóng cái phần trả lời câu hỏi ở đây. Rồi mình sẽ công bố. Thì thứ mình chọn bạn đầu tiên là bạn Đào Nguyễn. Tại vì câu hỏi của bạn thì có liên quan đến hệ vi sinh vật đường ruột, thì mình nghĩ đây là một mối gắn kết rất là mật thiết với nhau, cho nên là để giải quyết được vấn đề này thì đòi hỏi là mình phải biết rõ cái mối tương tác giữa độc tố nấm mốc và cả giữa độc tố nấm mốc với lại cái những cái vi sinh vật bất lợi như vi khuẩn. Chẳng hạn như nãy mình có nói là đó là liên quan đến cái phần là nội độc tố. Cái thứ hai là của bạn bạn Hải Yến. Tại vì bạn hỏi về các phương pháp, bạn hỏi về các phương pháp phân tích thì ẩn mặt. Thì cái này cũng là một cái gợi nhắc cho mọi người, một câu hỏi gợi nhắc cho mọi người về cái sự tồn tại giữa độc tố nấm mốc ẩn mặt, để cho mọi người quan tâm nhiều hơn giữa cái phần độc tố nấm mốc mà hiện diện trên cái bản báo cáo và cái phần mà không hiện hiện ra
nhưng mà con thú vẫn hấp thu, vẫn có khả năng bị ảnh hưởng lên cái xuất sinh trưởng và sinh sản. Và một bạn nữa là bạn, thực ra ở đây thì mình thấy nếu mà mình có xem xét thì có thể thấy rõ, nên là thêm luôn, tại thấy câu hỏi nào cũng hay hết. Chẳng hạn như có bạn Phạm Phương, người bạn Huyền và bạn Quốc Huy, thì mình nghĩ ở đây thì mình nghĩ do nếu mình chọn thì mình xin chọn cả năm bạn như vậy. Thành ra để đây mình có thể xác định là có thể tặng quà luôn cho cả năm bạn được hay không. Alo. Alo, mình xin chọn thêm hai bạn nữa là bạn Huyền và bạn Quốc Huy ạ. Đó, Lương Quốc Huy. Thì như vậy là mình nghĩ đây là các bạn đều có đặt những câu hỏi rất là sát sao, rất là quan tâm, cho nên mình nghĩ là mình nên có phần quà cho các bạn, thì để đây là có sự giao lưu. Tại ngày hôm nay là mình giao lưu với nhau, trao đổi với nhau, chứ không phải là một cái phần tưởng, nó không có gì là to tát hết, nhưng mình hy vọng là các bạn sẽ vui để mà tiếp tục tham dự các buổi webinar sắp tới và trao đổi thêm với các diễn giả. Tại vì đối với một người trình bày như mình ngày hôm nay thì mình rất là vui khi mình nhận được nhiều câu hỏi và tương tác từ các bạn, cho nên mình không thể nào chọn ra bạn nào là hỏi hay gì hết, mình xin chọn tất cả. Xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Và kế đến là mình xin dừng lại để cho bạn Minh để kết thúc lại cái buổi webinar ngày hôm nay. Không nghe Minh ơi. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cùng với công ty W Nutrition và đã nán lại cho tới giờ phút này. Mình đã trải qua là gần 120 phút, và xin cảm ơn tiến sĩ Trần Sĩ Trung với một bài trình bày rất là hấp dẫn và rất là nhiều những câu hỏi hay. Và để tiếp tục cho buổi cho cái chuỗi webinar của công ty EW Nutrition, thì bài webinar thứ tư sẽ nói về vai trò của miễn dịch bề mặt và đặc tính quan trọng của sức khỏe đường ruột trên heo, do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn của Trường Đại học Nông Lâm trình bày. Và buổi hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 9. Thì xin quý vị tiếp tục mình đăng ký vào đây. Thì nội dung của bài trình bày thì nói về miễn dịch bề mặt có quan hệ như thế nào đến sức khỏe đường ruột, một câu hỏi gợi mở ra nhiều vấn đề liên quan tới sức sinh trưởng và sức khỏe của vật nuôi. Hiểu rõ vấn đề cũng chính là cách giúp ta có biện pháp hợp lý hơn nhằm tối ưu hóa tỷ suất đầu tư trên heo trong tình hình khó khăn do dịch bệnh gây ra hiện nay. Và một lần nữa, công ty EW Nutrition xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cùng EW Nutrition trong suốt 3 buổi hội thảo vừa qua. Mình xin cảm ơn và buổi webinar xin kết thúc tại đây ạ. Một lời xin chào tất cả các quý anh chị, trân trọng cảm ơn. Và nếu anh chị nào vẫn còn câu hỏi hay thắc mắc thì xin vui lòng liên hệ với mình qua cái địa chỉ email, cũng có thể là qua số điện thoại, giống như quý anh chị đã thấy ở đây, số điện thoại là 0775587864, hoặc là email là sitrung.trần@ew-nutrition.com. Trân trọng cảm ơn quý anh chị. Xin chào tất cả các bạn và chúc các bạn chăn nuôi thành công. Mình off lên chung, mình mở team lên anh em mình nói chuyện xíu nha.